Ngày xưa, có gia đình họ Thạch hiếm muộn, làm nhiều việc ơn động đến lòng trời. Ngọc Hoàng sai thái tử xuống trần đầu thai vào nhà ông bà Thạch, sinh ra được người con trai tuấn tú. Bà Thạch đặt tên là Thạch Sư. Tội nghiệp, một có cha mẹ từ nhỏ mà chăm chỉ, tháo giác cậu sẽ tìm được người vợ ngoan hiền. Dạ. Ta nhớ thái tử quá nên xin Ngọc Hoàng xuống đây để thăm thái tử. Kiếp trước cậu là thái tử con Ngọc Hoàng, kiếp này xin vào nhà họ Thạch để cứu người độ dân. Con sống một mình nơi đây cô độc quá. Sắp tới sẽ có người đến kết thân, nhưng hiểm nguy cũng từ đó mà xảy đến. Để biến họa thành phúc, từ hôm nay ta sẽ đến dạy dỗ cho người. Dạ. Thạch Sanh, anh Lý Thông tìm em có việc gì? Từ lâu anh đã rất quý em. Nhà anh chỉ có mình anh cô độc, nay đến đây xin được kết nghĩa huynh đệ. Được, vậy chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Anh may mắn còn có mẹ, em về cùng với anh chăm sóc mẹ, chúng ta thành một gia đình. Yến là anh em một nhà, nhưng thực chất mẹ con nhà Lý Thông chỉ muốn lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Dẫu vậy, Thạch Sanh vẫn luôn coi mẹ con Lý Thông là người thân của mình. Lý Thông, mau nhận chỉ. Năm nay đến lượt con sao? Mẹ ơi, con không muốn chết. Sao triều đình không giết chết con trăng ấy đi mà hàng năm phải cống nạp thanh niên chứ? Mẹ không muốn con mẹ chết. Chẳng phải nhà mình cũng có một thanh niên khác để thay thế hay sao? Em trai, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cứ nói, chúng ta là anh em một nhà, còn gì mà anh phải ngại? Đêm nay đến lượt anh gác miếu cổ, mà bận đang trong chừng mé rượu, anh nhờ em đi thay có được không? Dạ được. Lý Thông, em sống không khác thiên tha tội cho anh dại dột. Thạch Sanh ơi, em đã giết chết Trăng Tinh rồi sao? Con trăng này hung dữ quá, nó định nuốt sống em nên em phải giết nó trừ họa cho dân.
nhưng nó lại là con vật quý của nhà vua. Giết nó là lãnh tội khi quân. Vậy giờ em phải làm sao? Đêm qua là phiên gác của anh, nên không ai biết em đến đó. Để anh đi chịu tội với nhà vua. Nhưng anh... Thạch Sanh Đệ, Lý Thông Huynh, Lý Thông Huynh, anh đến đây có chuyện gì không? Thạch Sanh Đệ, ta nhớ đệ quá. Vừa thoát chết, ta đang tính đi tìm đệ đây. Lúc này đệ sống làm sao? Đệ quay lại liều cũ, đốn củi đổi gạo sinh sống bình an. Đệ vẫn lo cho huynh. Sao huynh được nhà vua tha tội giết Trăng Tinh? Nhà vua tha tội chết với điều kiện lập công chuộc tội. Là sao? Công chúa Quỳnh Nga, người con duy nhất của đức vua, đã bị con đại bàng khổng lồ bắt cóc đi. Nhà vua yêu cầu ta phải cứu được công chúa về mới khỏi tội chết. Em có cách nào cứu công chúa không? Đại bàng khổng lồ, nó vừa bay qua đây nè. Em nghĩ cách cứu công chúa. Anh em ta lập công chuộc tội với nhà vua, hen. Dạ được. Đệ đã bắn tên trúng một cánh đại bàng, giờ chúng ta đi theo vết máu có thể tìm thấy nơi đại bàng giấu công chúa. Tốt quá, tốt quá, chúng ta đi ngay thôi. Với bản tính chính trực, Thạch Sanh lại tiếp tục tin lời Lý Thông đi giải cứu công chúa mà không chút hoài nghi về lời nói của người anh kết nghĩa gian trá. Để xuống dụ con đại bàng ấy lên đây đi. Huynh ở trên này mai phục chờ bắt nó. Được, huynh cứ để đệ xuống. Hãy mau thả dây cho em ta xuống cứu công chúa. Dạ. Chú có sao không? Thiếp được chàng cứu thì chàng đã là phu quân của thiếp rồi. Thạch Sơn, mau đưa công chúa lên, chúng ta đang đợi.
Thạch Sanh! Thạch Sanh còn ở dưới đó, mau mở cửa hang cho Thạch Sanh. Ca sĩ, cứu ta với. Ca sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thi cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn, đã thắng đại bàng, sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước, ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Đồ đốc khá lắm, thật là một anh hùng kiệt xuất hiếm có. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Như đã hứa, ta sẽ gả Quỳnh Nga cho đô đốc Lý Thông. Không, thưa cha, không phải. Người cứu con là Thạch Sanh. Là sao? Quân lính đâu? Ra đây cho ta hỏi. Xin thưa, người kéo công chúa ra khỏi hang chính là đô đốc Lý Thông. Vậy là sao? Còn Thạch Sanh là ai? Dạ thưa bệ hạ, vì thần không rành địa hình ở đó nên có một người dân địa phương tên là Thạch Sanh tình nguyện dẫn đường. Trong lúc thần đánh nhau với quái thú, người ấy cũng có giúp đỡ nên đã hy sinh rồi thưa bệ hạ. Con ơi, con sao vậy? Mau chuyện thái y. Sao lại thế được? Con gái, có gì uất ức con cứ nói cha nghe. Tâu bệ hạ, công chúa vừa bị bắt cóc trở về, chấn động tâm lý, đau thương tột độ nên tạm thời không thể nói được. Cần cho công chúa không gian tĩnh tại, vui vẻ thì may ra có thể lành bệnh. Bẩm bệ hạ, còn chuyện hôn sự của thần với công chúa, ta phải quản lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh hẳn. Cho truyền các đoàn hát vào cung, ai làm cho công chúa cười nói trở lại sẽ được trọng thưởng. Thạch Sanh, thiếp xin lỗi vì đã không bảo vệ được chàng. Ta muốn mời huynh ở lại nơi này làm quan. Ở đây mà lòng tôi chỉ có quê nhà. Tôi đang định xin thái tử chỉ cách cho tôi về lại chốn xưa. Không giữ được người muốn đi, ta tặng huynh hai vật phẩm quý này, có lúc huynh sẽ cần đến. Thạch Sanh con, thấy con sống mạnh khỏe, ta mừng quá. Lý Thông huynh và công chúa có khỏe không? Hôm cứu công chúa ở hang đại bàng, sao con chưa kịp lên thì miệng hang đã bị lấp? Hôm ấy đá lỡ lấp miệng hang, huynh con đã làm mọi cách nhưng không thể cứu con, còn phải đưa công chúa về hoàng cung. Con đừng có trách nó. Nó đã cho người dò la về con khắp nơi. Vừa biết con thoát nạn trở về là nó nhờ mẹ đến thăm và mang quà cho con. Biết huynh ấy và công chúa an toàn là con mừng rồi, con không cần quà đâu. Con cứ nhận đi, đó là tình nghĩa huynh đệ bấy lâu. Con đã vì nó vào sinh ra tử mấy phen rồi. Quả nhiên là tan vật ở đây. Bắt lấy hắn, giả mang cấp báo vật của phủ đô đốc. Ta không ăn cắp, những thứ này có người cho ta. Các ngươi muốn lấy lại thì mang đi, ta không ăn cắp. Đô đốc lệnh, mau bắt hắn về tra xét. Lý Thông huynh, đệ bị quan, đệ không ăn cắp. Ngươi có công nhận ta là người giết Trăng Tinh cứu dân, giết đại bàng cứu công chúa và sẽ làm phò mã không? Sao có thể? Đó là những việc đệ đã làm mà. Vậy để đệ sống, ta không yên tâm được. Ta phải nói chuyện này với công chúa, không thể để công chúa lấy người như huynh. Nhìn lại mình đi, một kẻ mang tội danh ăn cắp thì có thể gặp được công chúa sao?
tình ta. Ai mang công dưới. Mau, mau mọi người đàn hát kia vào đây cho ta. Dạ. Thì ra Khanh là người đã giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa. Người đâu, để Lý Thông vào đây cho ta, ta sẽ xử tử hắn. Vậy mà nhà ngươi dơ hết công còn vu oan cho Thạch Sanh ăn cắp. Dạ, tâu bệ hạ, xin tha tội chết. Con ơi, một ngày ở cùng nhau cũng là tình nghĩa gia đình. Mẹ xin con tha thứ cho anh con. Hãy xử tội mẹ đi con. Thưa đức vua, mẹ con Lý Thông tuy có tội, nhưng thần không muốn lấy quán báo quán. Xin người hãy tha tội chết, cho mẹ con hắn về quê sinh sống, cấm đến hoàng cung. Được, để lời Khanh, ta tha cho Lý Thông. Người đâu, truyền lệnh tước chức quan cho Lý Thông về quê. Tạ ơn bệ hạ và công chúa. Cảm ơn Thạch Sanh. Thưa cha, còn chuyện người hứa gả con cho ai có thể cứu con khỏi móng vuốt của Đại Bàng thì... Con đó, nhớ thương Thạch Sanh đến á khẩu làm trẫm lo lắng. Bây giờ các con đoàn tụ rồi. Ta đâu nỡ ngăn chia. Thưa quan thượng, Lý Thông được tha, mới đi tới sân rồng đã bị sét đánh chết rồi. Người ăn ở gian ác, trời không dung, đất không tha. Vua nước Nam còn thương ta, không gả công chúa Quỳnh Nga cho ta, mà gả cho kẻ đốn củi không cha không mẹ. Tâu bệ hạ, quân lính 18 nước chư hầu đang kéo đến rất đông ở cổng thành ạ. Bọn chúng không lấy được công chúa nên đã muốn gây hấn từ lâu. Nay nghe công chúa lấy Thạch Sanh nên kéo quân đến xâm lăng đây mà. Xin vua cha chớ lo, hãy để con lo liệu. Thưa các vị, khách đến nhà chỉ ít chúng tôi cũng đãi bữa cơm. Giờ đây có một thách đấu. Rồi. Tôi mời các vị ăn cơm. Nếu ăn hết niêu cơm này thì tôi thua. Bằng không các vị phải trở về vô điều kiện. Nhờ có hai báu vật thái tử ở thủy cung trả ơn, Thạch Sanh đã đánh đuổi được quân lính 18 nước chư hầu, lần nữa lập công với nhà vua. Sau đó, Thạch Sanh được cưới công chúa và truyền ngôi báu. Nước Nam được cảnh thái bình, no ấm. Quỷ các ngươi hãy ở mãi trong rừng sâu mà ăn năn sám hối. Ngày xưa ngày xưa, có ba con quỷ lộng hành nơi trần gian. Thần rừng Nghĩa Hiệp đã dùng toàn bộ công lực để giam giữ sức mạnh phép thuật chúng trong ba chiếc lá thần. Suốt 100 năm qua, ba con quỷ ở lại chốn rừng sâu. Quỷ đen cố lên, quỷ đỏ cố lên. Bắt được rồi. Quỷ xanh, ông làm trọng tài kiểu gì vậy? Cũng tại con bướm kia chứ bộ. Để tôi đi xử con bướm kia. Ông là quỷ mà ngày nào cũng đuổi qua bắt bướm không chán sao? Chứ bị nhốt ở khu rừng này cả trăm năm rồi, không đuổi qua bắt bướm chứ tôi biết làm gì giờ.
Trời ơi, rốt cuộc là tôi với quỷ đen ai về đích trước? Chuyện này tôi không có để ý. Ha, tôi nhào lộn muốn chóng mặt luôn, mà giờ ông nói không có để ý hả? Cái đồ quỷ xanh vừa lùn vừa mập kìa. Ai, không được xúc phạm ngoại hình của tôi á, thì cùng lắm hai ông đua lại đi. Đua lại nè. Cái đuôi của tôi. Giờ sao, đua lại không? Đua thì đua, tôi mà sợ ông chắc. Tôi mà thắng thì ông phải gọi tôi là đại ca nha. Quỷ xanh phá đám hoài, hôm nay biết tay tôi. Trời ơi, nghe tôi nói, có con người đang đi tới kìa. Ê, xưa giờ làm gì có con người nào dám vào tận trong rừng như thế này. Ông nói xạo có đúng không? Im lặng nào. Tôi ngửi có mùi con người. Đó, tôi đã nói là có con người rồi. Rõ ràng ở trên ngọn cây tôi nhìn thấy. Ê, nói khẽ thôi. Hai ông có muốn thoát khỏi khu rừng này không? Cứ làm theo lời tôi. Hôm nay mình đốn được nhiều củi, chắc cũng đủ lộ phí lên kinh dự thi rồi. Lạ thật, sao đi mãi không thấy lối ra vậy ta? Chẳng lẽ mình bị lạc rồi? Con người kia, đứng lại. Hả? Ta biểu ngươi đứng lại. Ai? Ai đó? Ngươi, ngươi là thứ gì? Ta chính là thần rừng. Ai cho ngươi vào đốn củi ở lãnh thổ của ta? Ngươi là thần rừng? Dạ, xin thần rừng hãy thứ tội. Tôi là học trò nghèo tên Sáo Long, để có tiền lên kinh ứng thí nên đành phải vào rừng đốn củi. Dạ, mong thần rừng hãy bỏ qua cho. Người đốn nhiều cây của ta như vậy, vậy thì ngươi phải làm giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Dạ, tôi xin nghe. Việc gì miễn không hại người hại vật thì học trò xin nghe theo. Hoàn lắm, ngươi đi theo ta. Ngươi hãy hái ba chiếc lá kia xuống, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hả? Đây là loại cây gì mà có ba lá ba màu khác nhau thế này? Sao học trò chưa từng thấy qua? Hiểu cái gì thì làm nhanh lên đi. Thần rừng, giọng nói của ông... ta hơi khàn giọng thôi. Cây gì thì ta không nói được. Ngươi cứ hái ba chiếc lá trên cây xuống, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Chuyện này là sao? Thần rừng, ông... Thần rừng nào ở đây? Tụi tao là quỷ, bị lão thần rừng nhốt ở khu rừng này cả trăm năm rồi. Cũng may mà có ngươi vừa giải thoát cho bọn ta. Các ngươi, trời ơi, ta vừa làm gì thế này? Quỷ đỏ, quỷ đen, bây giờ tụi mình xử lý con người này sao đây? Thôi, bắt về làm nô lệ cho chúng ta. Không, cứu mạng, bởi người ta có quỷ. Tại sao loài người cứ thấy mặt chúng ta là bỏ chạy hết vậy? Kỳ lạ ghê. Nó vừa thôi, vì chúng ta là quỷ chứ sao. Sao ông cứ cốc đầu tôi miếng, hèn chi tôi cao không nổi luôn á. Hai ông mà cãi nhau nữa là anh ta bỏ chạy mất bây giờ. Đuổi theo. Chạy đâu cho thoát. Các người đừng lại đây. Chết rồi, lão thần rừng lại tới rồi. Tôi không muốn bị nhốt trong rừng như trước đâu. Lũ quỷ kia, các ngươi bị ta nhốt cả trăm năm nay mà vẫn chưa ăn năn hối cải. Hôm nay ta sẽ không nương tay đâu. Lão thần rừng xuất hiện đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn tìm ông tính sổ đây. Quỷ đỏ, chúng ta chưa hồi phục công lực, hãy chạy trốn thì hơn. Quỷ, có quỷ.
bị thương nặng quá. Có quỷ, có quỷ. Ông là... Ta chính là thần rừng. Ông là thần rừng thật sao? Khi nãy con rơi xuống núi, có phải là ông đã cứu con không? Dạ, tạ ơn cứu mạng của thần rừng. Không có ông cứu giúp, chắc là con đã bỏ mạng rồi. Nhưng vì sao con lại lạc trong rừng thế này? Dạ, con là học trò nghèo, miệt mài đèn sách đã nhiều năm. Vì muốn có lộ phí lên kinh dự thi, con đành vào rừng đốn củi kiếm chút tiền. Không ngờ lạc vào rừng sâu. Ai ngờ bị bọn quỷ lừa. Chúng đóng giả là thần rừng, rồi kêu con hái những chiếc lá ở trên cây xuống. Thảo nào, ta được bày xẻ báo tin lũ quỷ được một người phàm giải thoát. Ta lập tức đến ngay, nhưng vẫn không kịp. Nếu không mau chóng tiêu diệt chúng, e rằng chúng sẽ gây hại cho nhân gian. Dạ, là lỗi của con. Con xin lỗi ông, tại con... Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Dạ, nhưng mà làm sao mới diệt được lũ quỷ ạ? À? Khó đó. 100 năm trước, ta đã tiêu tốn gần hết công lực mới có thể nhốt lũ quỷ vào trong những chiếc lá thần. Lần này, chắc phải nhờ hết vào con. Dù khó, nhưng con phải cố gắng. Có thành công hay không, còn tùy vào sự ưu trí và lòng dũng cảm của con. Con làm sao có thể được? Con chỉ là cậu học trò, con không có võ công. Ông là thần rừng mà còn phải dùng hết công lực thì mới nhốt được bọn chúng kia mà. Ta là thần rừng, nếu càng đi xa khỏi khu rừng, phép thuật của ta sẽ càng suy yếu. Và lại, lũ quỷ gặp ta ắt sẽ có sự đề phòng. Nhưng với con, chắc chắn chúng sẽ lơ là cảnh giác, cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Con yên tâm, con đã hấp thụ nhân sâm ngàn năm nên sẽ mau chóng có sức khỏe phi thường. Đây là ngọn đuốc thần, chỉ cần đưa ngọn đuốc lại gần bọn quỷ, chúng sẽ lộ nguyên hình. Con hãy giữ gìn cẩn thận. Còn đây là con mực thần khuyển của ta, từ nay sẽ đồng hành với con để tìm ra tung tích của bọn quỷ, đồng thời sẽ truyền dạy lại võ công cho con. Con chó này mà có thể dạy võ cho con sao ông? Đúng vậy, nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đó. Ngươi biết nói à? Đây là vị tướng tài trong khu rừng của ta đó, con sẽ học được nhiều từ chỗ ấy. Mực, ngươi không được bắt nạt sao lông nghe chưa? Dạ. Ta có việc phải đi. Sao lông, mực, hai con phải gắng sức tìm ra lũ quỷ và tiêu diệt chúng. Lũ quỷ này rất ranh mãnh, nhớ phải hết sức thận trọng. Trời ơi, tôi đói bụng quá, chạy cả buổi rồi. Chúng ta phải ra khỏi khu rừng này, lỡ lão thần rừng đuổi kịp thì thôi hết cả lũ. Đợi tôi khôi phục lại công lực, nhất định phải trả đủ thù xưa. Thù gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Có mùi đồ ăn thơm quá, thơm quá. Ê, đâu ra? Ở đây đông người lắm, đừng có manh động. Anh hai, anh biết tin gì chưa? Cả làng mình đang xôn xao kia kìa. Chuyện gì vậy cậu Út? Ông Năm trưởng thôn mới xây một ngôi nhà cho con gái nên ra thông báo. Ai có vật lạ quý hiếm gì để trang trí nhà mới thì mang đến. Chỉ cần tiểu thư tiểu Mỹ thích thì sẽ mua lại với giá cao. Hay quá, nhà ông Năm nổi tiếng giàu có và hào phóng nhất vùng này. Chúng ta thử nghĩ xem, nên tìm vật gì? À, hay là mình tặng hoa đi anh hai. Con gái thường rất là thích hoa. Hay đó. Vậy để anh làm cho xong việc ngoài đồng, rồi mình cùng vào bìa rừng tìm hoa xem sao. Hoa trong đó chắc sẽ đẹp và lạ hơn. Đồ ăn của mình đâu rồi? Quái lạ. Nhà giàu. Lúc nãy hai ông có nghe hai người kia nói chuyện không?
nhà ông năm nào đó giàu có lắm, đang tìm vật lạ để tặng cho con gái. Chúng ta hãy tìm cách đột nhập vào nhà đó đi. Chúng ta không vào được, nhưng có thể mượn bàn tay của con người mà. Vậy giờ mình đi đâu để tìm một bàn tay con người? Ngu nè. Ấy, cái đầu hoài, quỷ cũng biết đau nha. Úm bà là sức mạnh của quỷ hội tụ. Biến hình. Ý, anh hai, nhìn coi em tìm được cái gì nè. Bông hoa này vừa lạ vừa đẹp, chắc chắn là tiểu thư tiểu mỹ sẽ thích. À, nè, cậu chó ơi. Ai cho anh gọi tôi là chó? Tôi tên là Mực. Thì rõ ràng cậu là loài chó mà. À, Mực, cậu Mực, tôi chỉ muốn hỏi là khi nào cậu sẽ dạy võ cho tôi? Ngay bây giờ. Cậu muốn đánh cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị chứ. Vậy khi lũ quỷ đánh anh cũng phải báo trước hả? Người học võ phải có phản xạ nhanh, tinh thần cảnh giác cao, vì tụ quỷ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chưa biết gì, cậu nhẹ nhàng chút có được không? Không được, nhẹ nhàng thì chừng nào anh mới tiến bộ. Võ thuật phải thực chiến. Quá tam ba bận, không ai ngã ba lần bởi cùng một chiêu đâu nghe. Ôi da, trời ơi, cái lưng của tôi. Rồi, tôi phục cậu rồi đó, được chưa? Cơ thể anh đã có nhân sâm ngàn năm gia tăng sức mạnh, nên sẽ dễ dàng học các chiêu thức võ thuật. Anh nhìn cho kỹ. Sắp về tới nhà rồi nè. Nữa hả? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng, không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu nhiều. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi cho lại sức, sáng sớm mai sẽ bắt đầu truy tìm lũ quỷ. Nhưng có chuyện này. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh sợ à? À, không phải. Ý tôi là, tôi đang nghĩ nếu dân làng mà thấy cậu biết đi đứng và nói chuyện như vậy á, thì e là không hay lắm. Thế này được chưa? Được rồi. Và không được nói tiếng người nữa. Ngoan, mình đi về nhà thôi. Sao Long, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ. Thật hả? Chúng đang ở đâu? Ê, đợi tôi với. Thưa bà con, cảm ơn bà con đã đến đông đủ. Như tôi đã thông báo, bất cứ ai có hoa thơm cỏ lạ hay vật gì quý báu, chỉ cần con gái tiểu mỹ của tôi thích thì tôi sẽ mua lại với giá cao. Đây là tấm vải được dệt bằng tơ tằm, vô cùng sang trọng và quý hiếm. Trời ơi, tơ tằm đẹp quá ha. Đã thiệt. Cảm ơn bà, tấm vải nhìn rất đẹp. Nhưng tiếc là tiểu mỹ nhà tôi đã có nhiều rồi nên nó không thích. Đây là áo khoác làm từ da hổ mà tôi đã trình 3 ngày 3 đêm mới săn được, vô cùng quý hiếm. Tôi rất tiếc.
cậu có chắc là lũ quỷ ở đây không? Nếu đúng thì cậu gật đầu sủa 3 tiếng ra hiểu cho tôi. Cậu đừng có nói chuyện, kẻo dân làng lại hoảng sợ đó. Còn ai có vật quý gì nữa không? Con gái tôi chưa ưng được món nào cả. Thưa ông Năm, tiểu thư, hai anh em chúng tôi có một bông hoa quý, 3 cánh với màu xanh, đỏ, đen, là loài hoa độc nhất vô nhị. Hoa gì mà lạ quá, tôi sống từng tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy đó nghe. Đúng là loài hoa quý hiếm khó tìm. Hoa này nhìn đẹp quá, con sẽ trồng nó ở vườn nhà mình. Con gái ta rất thích bông hoa này, ta sẽ đổi lấy túi vàng cho hai cậu. Cảm ơn ông Năm. Ý của cậu, bông hoa này là... Tiếng chó sủa ở đâu vậy? Dạ, là chó của con ạ. Con gái ta không thích con chó này, cậu đem về đi. Dạ, con đến đây không phải là để tặng con chó này cho ông đâu. Ý con là bông hoa này rất nguy hiểm, ông Năm và tiểu thư hãy dứt bỏ bông hoa này đi. Cậu nói gì? Lần đầu tiên tôi nghe nói hoa mà lại nguy hiểm đó. Dạ xin hãy tin con, bông hoa này là do quỷ hóa thành đó ạ. Cậu càng nói càng khó tin. Chắc là do cậu không được chọn món đồ nào nên không được vui, rồi muốn tôi bỏ đi bông hoa này có đúng không? Thôi, con gái tôi đã chọn được món đồ ưng ý, xin mọi người hãy về cho. Tụi nó đi. Cậu mang con chó của cậu về đi, làm con gái của tôi kinh sợ đó. Vậy cưng, em thấy bông hoa của chị có đẹp không này? Hoa đẹp thế này mà sao hôi quá. Cuối cùng thì mình vào được nhà của con người rồi. Quỷ xanh, ông làm cái gì vậy? Thì tôi ngửi thử coi mình có hôi gì không, mà cô gái kia chê chúng ta hôi. Ngốc vừa thấu, 200 năm qua mình có tắm rửa gì đâu mà không hôi. Cũng hơi có mùi thiệt. Thôi, ta mới ở ngoài sân thôi à. Bây giờ hãy tìm cách vào phòng cô gái rồi nhập hồn đi. Có như vậy thì mình mới thật sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Muốn vào thì vào thôi. Coi tôi nè. Coi ông quỷ đỏ tài lanh chưa. Hả? Chuyện này là sao? Sao tôi không vào phòng của con người được? Ông lại quên mất cửa nhà. Cửa phòng của con người đều có thần bảo vệ sao? Muốn vào trong vẫn phải mượn bàn tay của con người đó. Sao ông không nói sớm? Làm tôi bị đấm một củ đào điếng à. Mau nghĩ cách gì đi. Bây giờ ta phải làm gì đây? Ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ không có tin lời ta nói. Tôi lo lũ quỷ sẽ tìm cách nhập vào con người, như thế sẽ làm cơ thể họ bị tổn hại nghiêm trọng. Không được, ta phải nghĩ cách vào trong bắt tụi quỷ. Mực, nghĩ cách giúp tôi đi. Then gài cửa gì mà gãy suốt à? Bà Hậu ơi, bà Hậu. Dạ dạ, tiểu thư cho gọi tôi. Then gài cửa của con bị gãy rồi, bà tìm giúp con thanh mới nha. Dạ, để tôi ra vườn xem có thanh gỗ nào dùng tạm đêm nay không. Có gì ngày mai tôi đi mua then cài cửa mới cho tiểu thư. Thời cơ đến rồi, chúng ta mau biến thành then cài cửa máu lớn. Ở đâu có thanh gỗ ba màu đẹp thế này, chắc tiểu thư sẽ thích đây. Tiểu thư, tôi tìm được thanh gỗ nãy ngoài vườn, nhìn nó xinh xắn lắm. Tiểu thư gài cửa đỡ hôm nay nha. Cảm ơn bà Hậu, thanh gỗ xinh quá. Thôi bà về nghỉ ngơi sớm đi, con cũng đi ngủ đây. Then gài này nhìn lạ thật. Thôi gài đỡ hôm nay vậy. Cô gái này xinh quá, đúng là mỹ nữ.
tôi sẽ nhập vào cô gái này. Sao cái gì ngon hơn cũng dành hết vậy? Tôi sẽ nhập vào cô gái. Ông chọn người khác đi. Hai ông nói nhỏ tiếng thôi. Bác La, hãy cho ta nhập vào. Nhập vào. Nhìn tôi xem, tôi nhập vào một tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi nè. Ủa, quỷ xanh đâu rồi? Chuyện gì vậy? Sao tôi lại nhập vào con vẹt yếu ớt này? Quỷ xanh là ông sao? Ông nhập vào con vẹt ngốc này hả? Là do ông hết. Đồ nguy đó xấu xa. Thôi được rồi, quỷ xanh à, ông bình tĩnh đi. Để sáng mai tôi tìm cho ông một chàng trai khỏe mạnh nhập vào, nghĩ được chưa? Tiểu Mỹ, con không sao chứ? Mở cửa cho cha. Con không sao chứ? Cha thấy con là lớn quá. Con Tiểu Mỹ, cha đi mà. Là, hãy cho ta nhập vào ông này. Nhập vào. Thân thể này cũng được. Bây giờ tôi chính là chủ nhân của cái nhà này. Hai ông nhập vào con người, còn tôi thì nhập vào con chim. Không chịu. Hình như nhà này còn có một bà giúp việc. Hãy để tôi đi bắt bà về cho ông nhập vô nha. Cái bà nhà lũ khủ đó tôi không thích. Với lại bà là phận người ăn kẻ ở, đâu xứng đáng với thân phận quỷ xanh cao quý của tôi. Kén chọn quá, coi chừng kén quá thì ở mãi trong con vẹt cho tới hết đời. Quỷ đen, tôi đói bụng quá. Ông kêu bà già giúp việc đi làm đồ ăn cho chúng ta đi. Đúng đó. Giờ mình là chủ nhân ngôi nhà này rồi mà. Cái bà già giúp việc đâu? Vào đây tôi biểu. Nè quỷ đỏ, bây giờ tôi sẽ coi ông là con gái nha chưa? Con gái á, nói giọng phải cho nữ tính một chút mới được. Để con thử lại. Bà già giúp việc đâu rồi? Tiểu thư kêu rác cả cổ mà chưa xuất hiện là sao? Dạ ông chủ, tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không? Con gái cưng của ta đói bụng rồi, bà xuống làm cho ta ít đồ ăn ngon ngon, nhanh lên đi. Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Ta kêu bà đi nấu thì bà cứ đi nấu cho ta, nhiều chuyện quá. Dạ, tôi đi làm ngay. Xưa giờ tiểu thư đâu có ăn khuya như vậy đâu. Kỳ lạ thật. Nhìn đồ ăn ngon quá. Ta còn đứng ở đó làm gì? Có đồ ăn mà sao không có rượu? Đem cho cha con ta mấy bình rượu thượng hạng coi. Nhanh lên. Dạ, rượu của ông chủ đây. Rượu ngon. Ông chủ và tiểu thư hôm nay làm sao vậy ta? Chắc là mình già rồi, mắt kém nên mới nhìn lầm thôi. Cả đêm qua không thấy động tĩnh gì, tôi lo quá Mực ơi. Cậu làm gì đó Mực? Bà ở nhà lo chuẩn bị rượu thịt cho ta. Lát cha con ta về phải dọn lên mâm sẵn nghe chưa? Nhớ là không có bỏ tỏi ớt gì vào đó. Ta không có thích ăn. Dạ, tôi biết rồi. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Làm con người thiệt là sung sướng.
Bây giờ thì đi tìm thử có ai trẻ khỏe để cho quỷ sanh nhập vào thôi. Nguy rồi, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ, chúng đã nhập vào hai người kia và con vẹt rồi. Cậu có chắc không? Nè, cải xanh mới hái đây, ghé vô, ghé vô. Đi chỗ khác, đồ vẹt hư đốn. Dám ăn bắt, đồ còn dám mổ ta à? Bà lão kia, ai cho bà đánh con vẹt cưng của ta? Kìa ông Năm, là do con vẹt của ông mổ hư bánh của tôi, có bà con ở đây chứng kiến. Ờ đúng rồi, đúng hồi rồi nãy đó. Tôi cũng thấy vậy đó. Do con vẹt bê tới pha bánh trước nè. Không nói nhiều, bà quỳ xuống xin lỗi thì ta tha cho. Tôi làm gì sai mà xin lỗi? Cha con mấy người đừng ý vào và ức hiếp người nghèo nha. Sao hôm nay ông Năm và tiểu thư lại ngang ngược quá vậy? Bình thường họ hiểu chuyện lắm mà. Cái bánh của tôi. Trời ơi, mấy người làm cái gì vậy nè? Dừng lại, đây là hàng bánh của tôi, hai người không được phép phá hoại. Còn thích thì thả đó. Không, ai có cho phép. Cái lưng của tôi đau quá. Sao hôm nay ông Năm khỏe quá vậy ta? Bánh của tôi, công sức của tôi, đồ con người yếu ế. Con lại ông Năm, xin tha cho mẹ con. Con thay mặt mẹ xin lỗi ông và tiểu thư. Mẹ cô dám đánh con vẹt quý nhà ta nên bọn ta đánh lại cho hề nhau vậy thôi. Mẹ con tuổi đã già, sức lại yếu, xin ông Năm và tiểu thư tha cho lần này. Ê cha, mà không ngờ bà lão già nua này lại có một cô con gái trẻ đẹp như vậy. Chịu về làm vợ ta đi, ta sẽ tha cho mẹ cô. Được đó, về nấu cơm giặt giũ hầu hạ cho cha con ta. Tôi thà chết cũng không gả con gái cho ông. Xin ông, ông đáng tuổi cha con, làm sao con làm vợ ông được. Từ trước đến giờ, cái gì ta đã muốn có thì không có gì là không được. Đi theo ta. Thả con gái tôi ra. Con ơi, mẹ, mẹ ơi, thả tôi ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Chó của kẻ nào dám xô ngã ta? Là cậu học trò ta gặp trong rừng sao? Hắn ta vẫn còn sống hả? Chắc do hôm đó may mắn thôi, nhưng hôm nay sẽ là ngày xui của hắn. Lũ quỷ kia, chúng bay đừng hòng hại ngươi. Chàng trai, cậu nói gì? Ma quỷ gì vào ban ngày thế này? Dạ thưa bà con, ông Năm và tiểu thư tiểu Mỹ đang bị lũ quỷ nhập vào. Mọi người hãy mau về nhà để tránh bị nguy hiểm. Cậu nói cái gì vậy? Không thấy ta chính là ông Năm sao? Còn đây là con gái của ta, tiểu Mỹ đó. Nè cậu, đúng là tính tình ông Năm và tiểu thư hôm nay khác lạ. Nhưng mà cậu cũng không thể nói người ta là ma quỷ được. Vậy mọi người hãy nhìn cho kỹ đây. Hắn có ngọn đuốc thần đó, mọi người nhớ phải cẩn thận. Là quỷ, chạy mau bà con ơi. Ông tôi, cậu chó ông ăn. Ngươi không phải là đối thủ của bọn ta. Dạ, cái lưng của tôi. Ê, ê, ông đang nằm đè lên tôi đó, nhảy mau lên.
đậu trên đây là an toàn nhất. Sao mà mình thông minh quá. Ủa, chó đen đi đâu mất tiêu rồi. Chắc bỏ đi chỗ khác rồi. Trời ơi, chó mà treo cây như mèo vậy. Thả ta ra, đồ chó hôi hám. Cứu với. Quỷ xanh, tên học trò kia, ngươi phải trả giá. Là ta đã thả các ngươi ra thì chính ta sẽ trừng trị các ngươi, không để cho các ngươi có cơ hội hại người được nữa. Vậy để coi bản lĩnh của ngươi đến đâu. Quỷ đỏ, tiến lên trả thù cho quỷ xanh. Đừng trốn nữa, các ngươi không thoát đâu. Hai con quỷ còn lại mạnh quá, nếu đấu trực tiếp thì cũng khó nắm chắc phần thắng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi sẽ tìm cách làm yếu sức quỷ đỏ, còn anh hãy giữ chặt ngọn đuốc, tìm cơ hội thiêu chúng thành tro bụi. Mực, cẩn thận. Không, quỷ đỏ. Mực, mực, cố lên bạn tôi, cố lên. Hai người đều phải đền mạng cho anh em quỷ của ta. Ở đây. Nếu như có thể tạo ra được một đám lửa lớn thì may ra mới thắng được tên quỷ này. À, có cách rồi. Lửa thần sẽ đốt loài quỷ độc ác như ngươi thành tro bụi. Đừng hòng có cơ hội hại bất kỳ ai nữa. Tráng sĩ, xin tráng sĩ tha mạng. Tha mạng? Tha mạng để ngươi đi hại ngươi à? Chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại người khác nữa. Tôi xin thề. Tráng sĩ là học trò có đúng không? Chắc chắn là hiểu đạo lý. Đạo lý gì nè? Đúng rồi. Đánh kẻ chạy đi, ai đâu đánh người chạy lại. Xin tráng sĩ tha mạng. Ta... chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho ta, ta sẽ tặng lại tráng sĩ 3 món quà vô cùng quý giá. Ngươi thì có quà gì? Đây là con ngựa thần, một ngày có thể đi ngàn dặm đường. Túi màu vàng đựng ngọc mặt trời, ban đêm hễ mở túi ra thì trời sẽ sáng như ban ngày, cất vào túi thì trời lại tối sầm như cũ. Còn túi này đựng gì? Túi màu đen đựng viên ngọc mặt trăng, ban ngày hãy mở túi ra thì trời sẽ tối sầm như ban đêm, cất vào túi thì trời sẽ sáng lại như cũ. Sao Long, đừng tin lời bọn quỷ. Anh còn nhớ bài học cuối cùng trong rừng không? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng, không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Làm sao ta tin được ngươi? Có khó cái gì đâu. Bây giờ là ban ngày, cậu thử mở cái túi đựng mặt trăng coi trời có tối hay không. Thật là thần kỳ. Sao Long, có chợt. Ngươi lại gạt ta. Vì sao con quỷ này bỗng khỏe lên khác lạ? Đúng rồi, loài quỷ sẽ mạnh hơn vào ban đêm. Trời ơi, ta lại bị gạt rồi. Mau đền mạng cho những anh em của ta. Thu lại mặt trăng. Ta nhất định sẽ báo thù. Sao Long, ngươi hãy đợi đó. Cuối cùng cũng diệt trừ được lũ quỷ. Mực, cậu không sao chứ? Mực, tôi không sao, anh giỏi lắm. Cũng may nhờ có cậu nhắc nhở, nếu không tôi lại mắc mưu tên quỷ đen kia rồi.
Quên mất, không biết là ông Năm và tiểu thư tiểu Mỹ ra sao rồi. Liệu ông chủ và tiểu thư có sao không cậu? Tôi là tôi nghi ngờ rồi. Ai ngờ đâu. Sao mình lại nằm ở đây? Kìa, tiểu Mỹ, con ơi. Cha, có chuyện gì vậy? Sao con nhức đầu quá? Cậu kia, cậu làm gì ở nhà tôi? Dạ, ông Năm đừng hiểu lầm. Ông và tiểu thư bị bọn quỷ nhập vào, chạy đi phá xóm phá làng. Nhưng mà ông yên tâm đi, con đã diệt xong lũ quỷ rồi, bây giờ không sao hết. Cậu lại nói chuyện ma quỷ gì ở đây? Bà Hậu, sao bà lại mở cửa cho người la vào nhà? Ông chủ, tiểu thư, đúng là hai người rồi. Cậu Sáu Long đây đã cứu mạng hai người đó. Chuyện là vậy. Hèn chi, tôi thấy cả người ê ẩm quá. Nhưng vì sao bọn quỷ đó từ đâu ra? Sao lại nhập vào cha con tôi? Ông Năm, chúng là ba con quỷ có ba màu xanh, đỏ và đen, đã biến thành bông hoa trà trộn vào nhà của ông. Con đã cố can ngăn vào hôm qua, nhưng mà ông không tin. Bông hoa ấy có mùi hôi thối, nên ta đã vứt bông hoa ngoài giường rồi kia mà. À, hồi tối then cài cửa của con bị gãy, nên có nhờ bà Hậu tìm then mới. Sau đó thì mê man không biết gì nữa. Điều kỳ lạ là then cài cửa đó cũng có ba màu xanh, đỏ, đen. Tôi lượm được thanh cài cửa ba màu đó ở trong giường mà. Để tôi kiểm tra xem sao. Ông chủ, tiểu thư, tôi không thấy then cài cửa ba màu đó đâu nữa. À, con hiểu rồi. Vậy là lũ quỷ đã cố tình biến thành then cài cửa để có thể nhập vào tiểu thư và ông Năm đây. Trời ơi, xem chút nữa là tôi làm hại con gái tôi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu chính là ân nhân của cả nhà tôi. Cảm ơn anh đã cứu mạng cha con em. Dạ, thấy ông Năm và tiểu thư tiểu Mỹ không sao là tốt rồi. Vậy bây giờ con xin phép ra về. Khoan đã. Bà Hậu, bà vào trong lấy một túi vàng trao cho cậu này, coi như cha con tôi cảm ơn. Ê, ông Năm đừng có làm vậy. Dạ, con là học trò, tuy nghèo nhưng mà không có tham tiền bạc. Ông và tiểu thư bình an là tốt rồi. Con xin phép được ra về ạ. Vậy hả, cảm ơn cậu. Sau này có dịp, cha con tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cậu. Nè, cậu khỏe hẳn rồi chứ? Anh quên tôi là thần khuyển hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Được rồi. Mà Mực nè, cảm ơn cậu đã nhiều lần xả thân giúp tôi nha. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể đánh thắng lũ quỷ được đâu. Anh đừng khách sáo như vậy, đó cũng là việc tôi nên làm mà. Ủa, cậu tìm gì hả? Tôi vẫn ngửi thấy mùi của lũ quỷ ở đâu đây, nhưng mùi này lại rất khó nhận biết, thật kỳ lạ. Chắc là cậu bị thương cho nên khứu giác chưa hồi phục hẳn đó thôi. Tôi và cậu đã tận tay diệt chúng rồi, cậu không nhớ sao? Vậy tôi đã xong việc, bây giờ tôi phải trở lại rừng đây. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi Mực ơi, tôi nhất định sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu, tôi nhớ rồi. Đây là ngọn đuốc và ba đồ vật mà lũ quỷ để lại. Nhờ cậu gửi lại cho thần rừng giúp tôi. Tôi phải lo ôn thi nên không thể cùng cậu vào sâu ở trong rừng được. Thần rừng gửi lời cảm ơn đến anh và bảo anh cứ giữ lại những món đồ này, sau này ắt sẽ có dịp dùng đến. Vậy tôi nhất định sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Được, thế tôi đi đây, tạm biệt. Cũng may là thường ngày mình siêng năng tu luyện mới có thể dùng thuật ẩn thân qua mắt được tên học trò đó. Nếu không thì mình chết chắc rồi. Ngươi là ai? Đây là nơi của bọn ta, mau biến đi chỗ khác. Từ nay ta chính là chủ nhân ở đây. Nếu mày còn ít tình các người muốn sống thì phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa? Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Xin chủ nhân tha cho, khó thở quá.
Chủ nhân, người tu luyện bao lâu mà lợi hại vậy? Nếu không bị tên học trò khi đánh trọng thương thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Anh em ta cũng không phải bỏ mạng oan uổng như vậy. Sao Long, ta nhất định sẽ còn tìm ngươi. Con gái tôi ngắm qua hay tương tư anh chàng nào đó? Kỳ cha, làm gì có. Cha mà không hiểu con gái cha thì còn ai hiểu. Cha đã bảo bà Hậu chuẩn bị ít cơm canh, trái cây, con mau vào sửa soạn rồi mang qua nhà cậu Sáu Long để cảm ơn cậu ấy đã cứu mạng cha con ta. Dạ vâng, thưa cha. Mình phải ráng ôn bài mới được, ngày thi sắp đến rồi. Úi. Dạ tiểu thư. Anh cứ gọi em là Tiểu Mỹ được rồi, đừng khách sáo. À được. Nhà em có ít đồ ăn và trái cây mang qua, gọi là lời cảm ơn anh, mong anh nhận cho. Vậy cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn Tiểu Mỹ. Cảm ơn Tiểu Mỹ thời gian qua đã chăm lo cho anh. Nhất định anh sẽ đạt được công danh để về hỏi cưới em. Em nhất định sẽ đợi anh. Đừng lên kinh thành xa xôi, anh đi đường cẩn thận. À, em yên tâm, anh có con ngựa quý một ngày đi được ngàn dặm sẽ không vất vả đâu. Khi nào thi xong có kết quả rồi, anh sẽ về thăm em. Dạ, gà nướng đây ạ. Mời chủ nhân. Gà nướng thơm quá. Ta phải ăn như vậy thì ta mới có sức mà tu luyện được chứ. Ngon thiệt luôn á. Chắc ngươi lại đây, nghe rõ lời của ta dặn. Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Đúng là ngựa thần, chỉ đi mất nửa ngày đã tới kinh thành rồi. Cố lên, hơn 10 năm đèn sách chỉ đợi có ngày này, mình nhất định phải bình tĩnh. Giờ làm bài bắt đầu. Bẩm quan, chỗ ngồi của học trò có nhiều ếch quá à. Trong hội thi ở kinh thành, làm gì có ếch nhái nào vào được. Tên học trò kia, nếu ngươi còn làm ồn lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phòng thi. Dạ, học trò đã hiểu, thưa quan đại thần. Lũ ếch này tinh ranh khác lạ, nhưng mà hình như chúng chỉ nhắm vào một mình ta. À, nguy rồi, có thể chúng là ếch thành tinh. Nếu cứ như vậy, e là mình sẽ không làm bài kịp được. Mực ơi, mực ơi, có lũ ếch phá không cho tôi làm bài. Cậu hãy giúp tôi đuổi chúng đi. Ngươi là yêu tinh phương nào? Sao tên này phá rối Sao Long? Là do... Ta lên! Mực, cậu không sao chứ? Cậu có bắt được lũ ếch kia không? Tôi không sao. Lũ ếch này không có nhiều tài phép nên dễ đối phó. Chỉ tiếc là phút cuối tôi đã để chúng sống mất. Thôi không sao. Mà đúng là lạ, sao ở kinh thành lại xuất hiện loài ếch tinh này chứ? Tôi đoán là chúng theo dõi anh đó. Phải cẩn thận. Cảm ơn cậu. Nếu không phải đang làm bài thi quan trọng thì tôi cũng không phiền đến cậu làm gì. Không sao, cần tôi giúp gì thì anh cứ gọi. Bây giờ tôi phải trở lại khu rừng đây, anh nhớ bảo trọng. Các người đúng là lũ ăn hại mà. Dạ. Dạ thưa chủ nhân, cậu học trò này có con chó đen bảo vệ, xem xíu thì tụi em cũng mất mạng luôn. Vậy thì các ngươi cứ tiếp tục theo dõi Sao Long, tìm cách khiến hắn phải mang tội. Ta
đổ rồi, ta đổ tiến sĩ rồi. Loa loa loa, những sĩ tử có tên trong danh sách thi đỗ 3 ngày sau phải có mặt ở hoàng cung để dự yến tiệc do nhà vua chiêu đãi. Loa loa loa, mình phải về báo tin cho tiểu mỹ mới được. Hi hi, ngựa thần, mau về nhà thôi. Bây giờ anh phải về lại kinh thành để dự yến tiệc do nhà vua tổ chức. Nhưng anh sẽ sớm trở về. Ngựa thần, sao ngươi lại như thế này? Không xong rồi, có kẻ đã hạ độc ngựa thần. Trời ơi, làm sao mình về kịp kinh thành trong tối ngày mai để dự tiệc đây? Nếu không đến dự kiệt, nhất định sẽ bị giáng tội khi quân. Làm sao bây giờ? Từ đây đến kinh thành, nếu đi bằng ngựa, nhanh cũng phải mất đến 2 ngày. À, ở nhà em có đàn ngựa tốt, em sẽ lựa con khỏe nhất cho anh. Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nha tiểu Mỹ. Đây là con ngựa tốt nhất ở nhà em, anh hãy mau lên đường, kẻo trễ. Anh an tâm, em sẽ ở nhà chăm sóc cho ngựa thần. Anh hứa sẽ bình an trở về, em hãy ở nhà đợi tin anh nha. Khá lắm, khá lắm. Để coi lần này tên học trò kia làm sao thoát tội được. Hôm nay ta vui, các người mau đi bắt thêm gà vịt trong làng về cho ta ăn một bữa no nê đi, ta đói rồi. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Cố lên ngựa ơi, chúng ta phải chạy xuyên đêm nay thôi. Trời tối như vậy thì khó mà nhìn đường được. À, đúng rồi, ngọc mặt trời. Mặt trời, hãy mau chiếu sáng cho ta. Tốt quá rồi, mình tiếp tục lên đường nào. Ông ra bắt đi, tôi canh cho. Con người tới là phải la lên liền nha. Được rồi, đi đi. Nhanh chứ kẻo chủ nhân đói bụng lại tức giận bây giờ. Con trẻ đáng ghét. Lại giúp tôi một tay coi. Bao nhiêu đây được rồi, về thôi. Từ xưa tới giờ mới thấy ốc đi bắt gà, chuyện lạ lùng gì thế này. Cuối cùng cũng tới nơi. Thu lại mặt trời. Trời ơi, sao lại tối sầm vậy? Lần đầu tiên mà thấy tối như vậy đó. Xưa nay trẫm chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ này diễn ra. 2 ngày qua mặt trời mãi bừng sáng, sao bây giờ lại lặn đột ngột như vậy? Muôn tâu đức vua, xin thứ lỗi cho học trò đến trễ. Tại sao bây giờ mới tới là thế như vậy rồi? Yến tiệc xong hết rồi mới tới là phạm tội khi quân. Cậu ấy lành ít dữ nhiều rồi. Nhà ngươi là ai? Mau xưng tên họ. Dạ muôn tâu đức vua, học trò là Sáo Long, đỗ tiến sĩ trong khoa cử lần này. Ta đã ban lệnh tối nay đại yến tiệc, ngươi vừa mới đổ cao đã dám khinh thường mệnh lệnh của trẫm sao? Dạ thưa, học trò không dám. Học trò đợi cả ngày nhưng mà không thấy mặt trời lặn, cứ ngỡ là chưa đến giờ, vì vậy mới tới trễ. Mong đức vua rộng lượng bỏ qua cho. Thưa nhà vua, Sáo Long tuy đáng tội chết nhưng cậu ấy nói không phải không có lý. Thần có ý này. Quan đại thần cứ nói tiếp. Gần đây bá tánh tại ngôi làng nhỏ ở ngoại thành than vãn, thường xuyên bị yêu tinh vào nhà trộm gà bắt chó, cuộc sống bị quấy nhiễu. Người hãy cử Sáo Long tới đây làm quan tri huyện, để cậu ấy đánh đuổi bọn yêu quỷ, lấy công chuộc tội. Được, vậy cứ làm theo cách của quan đại thần. Sáo Long, ngươi hãy mau tới ngoại thành nhận chức.
Dạ, học trò xin tuân lệnh. Ta hỏi ngươi, khi một quan tri huyện tới nhậm chức thì thường ở đây có tục lệ gì? Dạ bẩm quan, ở thôn này khi có quan mới tới nhậm chức, người dân thường sẽ mang lễ vật tới tặng để chào đón. Nghe rõ lời ta dặn đi, nếu có ai đến tặng lễ vật, ngươi cứ lựa lời từ chối, sau đó đi theo dõi người đó ở đâu, làm gì, rồi về báo lại cho ta, nghe chưa? Hả? Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Mau dẫn đường cho ta đến giếng nước đó. Giao cho hai người làm chút việc cũng làm không xong. Bây giờ phải làm sao để hạ độc tên học trò này đây? Chủ nhân bớt giận. Do cái tên này nó không nhận quà cáp của ai hết. Tức ghê. Yêu ma phương nào, mau ra đây cho ta. Chết rồi ngôi chủ nhân ơi. Rằng sống sợ sợ đây mà hai người trùng ta chết hả? Không phải. Nhưng tên quan kia tìm ra hang ổ của chúng ta rồi, giờ phải làm sao đây? Hắn không có dám xuống đây đâu. Dưới này tầm tối ẩm ướt, hắn không phải là đối thủ của ta. Đúng, chủ nhân là vô địch thiên hạ. Ta phải xuống dưới bắt tròn ổ chúng mới được. Thưa quan, nhưng giếng sâu bao nhiêu còn chưa rõ, xin người đừng mạo hiểm. Hai người đi tìm cho ta một tảng đá thật lớn tới đây. Dạ. Thả xuống giếng cho ta. Bên dưới giếng này chắc hẳn là yêu ma, mong quan đừng dại dột xuống dưới. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chẳng lẽ cứ để đó cho chúng tác quái tác quái, phiền nhiễu dân làng sao? Nhưng mà ý ta đã quyết, các người cứ nghe theo lời ta. Sau khi ta xuống dưới, chăng lưới sẵn trên miệng giếng, hễ con vật nào nhảy ra thì bắt lấy cho ta. Thuộc hạ xin tuân lệnh quan, mong người hãy cẩn thận. Quỷ đen, ngươi chưa chết sao? Đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tên học trò nhà ngươi cũng to gan lắm, dám xuống tận đây ha. À, thì ra là hai tên ít tin các ngươi đã phá ta ở hội thi. Chính ta sai chúng đi hại ngươi đó. Thưa thần cũng là do ta hại đó. Hôm nay ta sẽ kết liễu tên quỷ độc ác nhà ngươi. Các ngươi tiến lên cho ta. Ở dưới giếng sâu, hắn đánh không lại ta đâu. Hàng tối như vậy, đúng là bất lợi cho ta. Này, không ai có thể cứu được ngươi rồi. Đúng vậy, lần này ngươi không thể trốn thoát được nữa đâu. Cứu ta. Chạy mau. Chúng ta ra, thả ra. Đâu biết nói, làm sao bây giờ? Chạy mau, để cả học trò đuổi tới là chúng ta không thoát được đâu. Hai con ếch tin đâu? Dạ, tôi thuộc hạ đã bắt được chúng, nhưng mà chúng giở trò cho nên chạy thoát rồi. Vậy sao hai ngươi còn không mau đuổi theo? Chúng chạy hướng nào? Xin tha mạng, tha mạng. Kìa mực, sao cậu biết tôi ở đây? Ôi, ngựa thần, ngươi đã khỏe mạnh lại rồi, thật tốt quá. Chuyện là thế nào vậy mực, mau kể cho tôi nghe. Là như thế này, tôi đang ở trong rừng thì lũ sẻ báo tin ngựa thần gặp nguy hiểm, thế là tôi vội hái sam quý đem đến cứu sống ngựa thần.
là kẻ nào đã hạ độc ngươi? Mau kể cho ta nghe. Lại là lũ ếch tinh. Không được, ta phải đi tìm Sáo Long để cảnh báo thôi. Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những con ếch vô hại. Xin tha cho. Vô hại hả? Do các ngươi mà ngựa thần suýt chút mất mạng. Các ngươi phải đền tội. Khoan, là do quỷ đen xui khiến chứ chúng tôi nào dám. Vậy còn chuyện trộm gà vịt của dân làng là các ngươi làm phải không? Chúng tôi là loài ếch, xưa này chỉ ăn mỗi ruồi mũi sâu bọ. Chuyện trộm gà vịt cũng là do quỷ đen bắt ép chúng tôi làm. Nếu không nghe theo lời hắn thì e rằng chúng tôi khó mà giữ cái mạng sống đến hôm nay. Chúng tôi xin thứ, sẽ không bao giờ quấy nhiễu ngài và dân làng nữa. Có thật là các ngươi bị ép mới gây ra những chuyện như thế này không? Xin cam đoan hoàn toàn là sự thật. Mong ngài tha mạng. Tôi không tin lũ ếch tinh này. Tôi đã bị chúng gạt một lần rồi. Sáo Long, anh đừng mềm lòng. Sáo Long, khoan đã con. Dạ, con xin chào thần rừng. Cảm ơn con đã dũng cảm tiêu diệt được bọn quỷ hung ác, trừ hại cho dân. Riêng lũ ếch tinh này thì hãy tha mạng cho chúng. Nhưng lỡ chúng làm hại bá tánh thì sao, thưa thần rừng? Các con không phải lo. Lũ ếch này bản tính dung dị không xấu xa. Ta sẽ đem chúng vào rừng để giao quân, giúp cho chúng ăn năn hối lỗi. Dạ, cảm tạ thần rừng. Bọn quỷ đã được tiêu diệt, nay con xin hoàn trả những báu vật này lại cho người ạ. Bằng mưu trí và lòng dũng cảm của mình, Sáo Long diệt trừ quỷ đen, bắt được hai ếch tinh và giao chúng cho thần rừng xử trí. Từ đó cuộc sống của bá tánh nơi đây được yên ổn. Cậu trở thành vị quan được nhà vua tin cậy, dân chúng yêu mến. Giữ đúng ước hẹn, Sáo Long cưới Tiểu Mỹ và sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau. Ngày xưa, các loại cây cối cũng có các vị thần tiên bảo hộ. Và thần tiên cũng phải học hành, thi cử để trở thành tiên trưởng thành. Tiên Gạo là một trong số những tiên nhí đang trong giai đoạn đó. Nhưng cô lại rất nghịch ngợm và ham chơi. Đúng. Ta thắng rồi. Thôi mà, em mới chơi thua có 10 ván thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Thôi thôi, thế lần này ta tìm cho em trốn nhé. Năm, mười, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ta đi tìm đây. Ai bảo ta có phép làm chi? Tên kia, ngươi dám phá ruộng lúa của nhà ta. Ai? Ta hả? Phá lúa nhà cô? Ta không có. Ruộng lúa nhà ta đang chín vàng, chuẩn bị gặt, sao thành ra xanh ngắt rồi? Cô giở trò gì? Mau khai ra. Ta thật ra cô là con gái nhà ai? Sao lại phá ruộng lúa của mẹ con ta? Cô biết chúng ta phải khó nhọc làm lụng thế nào không hả? Đương nhiên là ta biết. Ta đây là tiên gạo, chuyên bảo hộ. Tiên gạo này, tiên phá phách thì có. Cô! Chứ gì nữa, tiên thì phải vừa đẹp, vừa dịu dàng như cô Tắm, và phải giúp đỡ mọi người nữa chứ. Có đâu mà lấy phép bắt nạt người như cô. Cô dám cốc đầu ta, ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Thế nào, ta đã biến đám mạ thành thóc hết rồi. Mẹ ơi, có bọn quỷ lấy hết lúa nhà mình rồi. Dám cốc đầu ta hả?
còn đó. Học hành thì chưa xong, giờ lại có thói bắt nạt con người. Sư phụ, cô ta dám xúc phạm con. Còn hết chuyện nghịch ngợm rồi phải không? Dám làm phép lung tung, đừng nói nhiều nữa. Hôm nay còn bị cấm túc, ngồi trong hạt gạo này, hãy suy nghĩ về việc mình đã làm đi. Có ai đâu. Vừa mới đây mà, một con bé với một con mèo búng tay lúa biến mất. Chắc là sáng sớm ra đồng con vẫn đang buồn ngủ chứ gì. Thôi, con đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi làm với mẹ. Con thật là, ta bảo con thiền định suy nghĩ về việc mình đã làm mà con lại ngủ làm sao? Con xin lỗi sư phụ, tại hôm qua con thức khuya học bài. Vậy sao? Vậy nói cho ta biết, muốn giúp đỡ con người thì phải qua các bước nào? Dạ, giúp người thì là... Thưa sư phụ, giúp người trước hết phải thử thách sự nhân từ, rồi thử thách sự kiên nhẫn, và cuối cùng là thử thách ý chí của người đó, sau cùng mới là ban phước lành. Con luyện phép. Được, vậy con làm phép ngay cho ta. Hôm nay về nhà chép phạt 5 cuộn giấy, đọc hết một chương sách về thưởng phạt nhân sinh. Lần sau tóm tắt cho ta nghe. Làm gì mạnh hơn tí xíu đi. Phép này làm sao thành tiên được. Nói gì tới việc thi tiên trưởng thành. Hay là thi làm tiểu đồng đi. Đúng rồi, tiên gạo làm tiểu đồng gạo đi. Nói nữa ta sẽ hút các người vào đây. Ta cũng đâu cố ý ngủ gật đâu. Nhưng mà không hiểu sao, cứ ở trong lớp là ta buồn ngủ à. Còn ra khỏi lớp là mắt ta lại mở thao láo nè. Ui da. Ui da. Ông ơi, ông bị làm sao thế? Tôi đói. Đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Ông ta thật khốn khổ. Sư phụ nói giúp người thế nào nhỉ? Hay à, ta không thể nhớ sư phụ dạy cái gì nữa. Ta phải giúp ông ta trước. Đây, ông mau ăn đi. Sao ông lại ra nông nổi này? Cô bé tốt bụng ơi, ta sống nghèo khổ, đến nhà cửa cũng không có, đành phải đi ăn xin kiếm bữa qua ngày. 2 ngày nay không xin được gì, đành phải chịu đói. May mà có cô cứu tôi. Thật là đáng thương. Sao ông không cất nhà rồi để dành tiền mà mua ruộng đất canh tác? Đâu có dễ như vậy. Mọi thứ đều rất đắt đỏ. Cô bé xinh xắn tốt bụng ơi, có thể cho tôi một chút thức ăn hay vài hào lẻ thôi cũng được. Đây là thóc thần, ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Đây, ông hãy cầm lấy. Quả là thần tiên pháp lực phi phàm, lại còn tốt bụng thiện lương. Xin cảm tạ. Ông không cần làm vậy đâu. Giúp người hoạn nạn là nhiệm vụ của ta mà.
ta phải đi đây. Thật là ta đóng giả hay đến mức thần tiên cũng bị lừa luôn. Mẹ ơi, gạo nhà mình sắp hết rồi, còn lúa thì lại mất mùa, phải làm sao đây hả mẹ? Con đừng quá lo lắng, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm cách. Còn có mẹ đây mà. Mẹ ơi, xem kìa, ông ấy bị ốm thì phải. Này, bác có làm sao không? Tôi đói, đói quá. Đã 2 ngày 1 đêm không có gì ăn. Đây, bác hãy ăn tạm một chút cơm nắm lót dạ đi. Đây, bác uống thêm chút nước nữa. Trời nắng quá mà bác đang ốm thế này. Hay là để mẹ con tôi dìu về nhà nhé. Chà, phiền hai mẹ con quá. Tôi ăn rồi nghỉ một lát là khỏe thôi. Không sao đâu bác, bác sống ở đâu? Bác ơi, nước thì cháu hết rồi, nhưng cháu còn mấy nắm cơm đây, bác hãy cầm lấy ăn đỡ đi ạ. À, xin đa tạ hai mẹ con tốt bụng, đa tạ hai mẹ con. Bác đừng làm vậy, thôi cháu với mẹ phải về đây. Một, hai, ba, bốn, nắm cơm. Ăn về thì được 1 tuần luôn. Thốc thần, liệu có đáng tin không nhỉ? Ta thử về gieo xem sao. Trời ơi, chép thạc dài quá. Sư phụ ơi, con gãy tay mất. Mèo con à, sáng nay em thấy ta giúp gã kia trông có oai không? Xem ta làm có giống trong sách không? Hey, đọc sách buồn ngủ quá. Thôi, ta đi ngủ luôn cho xong, để mai tính tiếp. Đây là thóc thần, ông chỉ cần gieo xuống đất, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần 3 ngày 3 đêm là lúa sẽ chín và có thể gặt được. Ăn xin mấy năm trời, chỉ để giành được từng ngày, ta đã tính đi tính lại. Với số thóc thần này, thì ta chỉ trong 1 tuần sẽ có 1 hang đầy thóc. Nhưng ông không được tưới hoặc ngâm nước, chỉ cần chạm nước, thóc này sẽ mất hết phép, trở thành thóc thường mà thôi. Suýt nữa thì ướt hết hạt giống thần rồi. Ê, nếu ta bán thóc thần, thì mọi người cũng sẽ có thóc thần thì sao? Nói ông biết, sắp tới trời sẽ hạn hán nặng lắm. Ông hãy đi báo cho mọi người để trữ sẵn lúa mà ăn. Ta sẽ tiếp tục xin ăn và tích trữ thật nhiều thóc gạo. Rồi ta sẽ ngâm thóc qua nước trước khi bán. Như vậy thì sẽ chỉ có mình ta có thóc thần. Khi hạn hán đến thì biết đâu đó lại là cơ hội của ta. Một thời gian sau, hạn hán đến đúng như lời tiên gạo đã nói. Thời tiết khô hạn, đất đai nứt nẻ, mọi người đều đã hết thóc gạo dự trữ, ai nấy đều thiếu lương thực và thiếu nước trầm trọng. Nguy quá, đến nay mà trời vẫn chưa mưa, cây cối không mọc nổi, mà lương thực lại đang cạn dần. Có lẽ năm nay hạn hán to rồi, chúng ta phải tiết kiệm nước và thức ăn, không thì chẳng còn gì. Con bê khéo, coi chừng đổ nha. Con biết rồi mẹ. Đường đến lớp thật đẹp. La 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 la. Ê, con bé sen hại ta bị phạt. Ta phải trêu nó mới được. Để yên coi, ta chỉ trêu nó 1 lát thôi. Con có sao không? Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý. Nước đổ hết rồi.
Thôi, lỡ rồi con. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Sao lại chạy nhanh quá vậy? Con xin lỗi. Tự nhiên con bị thổi bay lên trời. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Sen, cháu lấy nước nhà bác mà dùng. Mau nấu cho mẹ ít cháo đi. Dạ cảm ơn bác. Ta đâu có ngờ. Ta đã làm người tốt rồi. Tôi chết rồi, ta trễ học rồi, mau đi. Giúp đỡ con người là quan trọng, nhưng thử thách con người cũng quan trọng không kém. Phải để con người biểu hiện rằng họ có tấm lòng xứng đáng với sự giúp đỡ từ chúng ta, rằng chúng ta đã giúp đúng người. Các con nghĩ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học? Dạ sư phụ. Chúng con chào sư phụ. Con là một học trò thông minh, ta đã kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng con đã làm ta thực sự thất vọng. Sư phụ, con... Ta biết con không cố ý, nhưng sự thật là con chưa để tâm đến tầm quan trọng của công việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta có phép thuật là để bảo vệ cây cối, là để cứu giúp con người, chứ không phải để khoe khoang hay biểu diễn thì thô. Con có hiểu không? Dạ sư phụ, con xin lỗi thầy. Con hứa sẽ không làm thầy buồn nữa đâu. Thôi được rồi, con về đi. Thưa sư phụ, con cho con hỏi một điều này. Lúc nãy sư phụ nói phải thử thách con người trước khi giúp, vậy thầy cho con ví dụ được không? Con ngồi xuống, kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào. Dạ, để con kể sư phụ nghe. Người ta cứu tôi. Cháu đỡ được bà rồi. Bà có bị thương ở đâu không bà? Đói quá, tôi đói quá. Bà chờ cháu chút xíu nha bà. Bà ơi, bà ăn đã năm nướng đi ạ. Còn măng sắp chín rồi. Cảm ơn cháu. Không có cháu chắc ta sẽ chết đói trong rừng mất rồi. Không có gì đâu bà. Mẹ cháu đã dạy phải giúp đỡ người gặp nạn. May mà cháu mới hái được ít măng và nấm. Vậy cháu nướng măng và nấm hết cho bà thế này thì cháu còn gì để ăn? Cháu, bà đừng lo. Bà cứ ăn no đi rồi cháu đỡ bà xuống núi. Lát nữa cháu đi kiếm thêm một ít rau rừng nữa cũng được. Nhà chỉ có hai mẹ con nên không ăn nhiều. Cháu thật tốt quá. Ta không biết lấy gì để trả ơn cháu. Bà khỏe lại là cháu vui rồi. Bà đừng... Ủa? Bà ơi bà! Bà đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Sư phụ, liệu cô bé đó có biết lấy gạo đó mà ăn không ạ? Rồi con sẽ biết. Con về rồi đó à? Dạ mẹ. Mẹ ơi, con lên rừng hái được một ít rau nè. Lát nữa con nấu cho mẹ ăn đỡ nha. Mẹ thấy sao rồi mẹ? Cũng mệt, nhưng mà đỡ rồi con à.
Con đừng lo cho mẹ. Con mau ăn uống chút gì đi. Sáng giờ chỉ lo cho mẹ. Mẹ con Cái Sen có nhà không? Con chào bác ạ. Bác sang chơi ạ? Nhà có ít cháo với củ khoai, đem chia cho nhà chị một ít đó mà. Bác tốt quá, mẹ con cháu xin cảm ơn bác. Nghe nói bác đã hết gạo từ hôm qua, sao không để ở nhà mà dùng, lại cho mẹ con tôi thế này? Nhà chị đừng lo, tôi đang đi làm ở nhà gã tị, tiền công trả bằng đấu gạo, nên chúng tôi cũng cầm cự được. Thật sao bác? Ông tỷ ấy có bán gạo không? Nhà còn chút tiền may ra. 5 đồng một cân. Trời, sao mắc quá vậy? Ai mà mua nổi? Ta đã già từng tuổi này, mới thấy hạn hán ghê gớm như lần này. May ra được thần tiên cứu giúp thì chúng ta mới thoát. Bác ơi, cháu có thể đến làm cùng bác được không? Hay để mai mẹ bớt bệnh rồi đi làm, con đi một mình sao được? Không được đâu, thầy Lan nói bệnh của mẹ phải vài ngày nữa mới khỏi, mà tiền thì không còn nhiều. Mẹ cứ để con đi coi sao, con làm việc gì cũng được. Thôi cũng được chị à, cứ để con bé đi xem có việc gì cho nó không. Đi cùng với tôi sẽ xem chừng và giúp đỡ cháu nó. Dân, thì mẹ con tôi nhờ bác vậy. Mình sẽ đi làm và lãnh gạo về cho mẹ. Vậy thì cái ống này cất đi để trả cho bà lão. Mẹ đã dạy mình không được lấy cái không phải của mình. Mà Từ từ thôi, khéo đứt rễ mất. Xong, thêm một cái cây nữa được an toàn. Em cười cái gì? Ta có trách nhiệm bảo vệ cây cối các loại giữa cơn hạn hán này. Cứu được cây nào hay cây đó, chứ đâu riêng gì cây lúa. Ta thấy thật tự hào. Hôm nay ta đã nhờ gã ăn xin đi báo tin hạn hán cho mọi người. Thế là không có ai chết đói. Còn giờ ta chỉ việc cứu các cây non thôi. Nè nè, mọi người có biết không? Gã tị ấy trước chỉ là ăn xin thôi, không biết tích trữ ở đâu được lắm gạo bán với giá cắt cổ nên mới giàu vậy đó. Chưa đâu, giá mỗi ngày một tăng nữa. Nhờ vậy mà hắn tậu được biết bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa trong vòng có 1 tháng à. Sao đang lúc thiên tai mà không thương xót giúp đỡ đồng bào, lại ra giá trên trời như vậy? Năm nay hạn hán quá nặng, không biết chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa. Sao lại có kẻ đầu cơ trục lợi trên nỗi khổ của người khác như vậy được? Chúng ta mau theo họ xem. Bán cho tôi 1 cân. Tội trước, tôi mua 1 cân. Xếp hàng vào, không chen lấn. Giá mới hôm nay là 8 đồng một cân. Nè nè, cũng mua vừa bán thôi. Ai muốn mua thì mua, tôi đâu có bắt buộc. Ê, làm ăn trên nỗi khổ của người ta như vậy đó. Hình như đây là gã ăn xin ta cứu lúc trước đây mà. Mấy người đến gặt lúa phải không? Dạ đúng rồi. Đi gặt lúa mà sao đem theo con nít vậy? Ông không nhớ cháu sao? Lúc trước cháu và mẹ từng cho ông cơm nắm lúc ông bị xỉu đó. Con bé này, ai mà biết mày. Đừng thấy sang bắt hoàng làm họ nha. Nếu đến đây để ăn dạ thì mau xéo đi kẻo tao báo quan đó. Thưa ông, cháu nó còn nhỏ, xin ông tha cho. Xin ông xem có việc gì cho con bé làm với. Nhà nó thì nghèo, mẹ nó lại đang bệnh. Nói thế còn tạm nghe được, nhưng ở đây đủ người cả rồi, chỉ có công việc cắt lúa thôi. Thưa ông, việc đó so với sức con bé thì nặng quá. Làm thì làm, không thì về, đừng lôi thôi. Nên nhớ, còn có rất nhiều người đang chờ công việc này mà không được đó. Ở đâu ra mà xử tệ với người ta như thế? Ta quả đã làm khi giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Ê, ai vừa cốc đầu ta? Ta mà biết kẻ nào thì... Các ngươi im hết cho ta. Ta trừ tiền công các ngươi. Các ngươi hùa nhau sỉ nhục ta có phải không? Dạ, không có. Con nhỏ kia chính mi làm cho ta bẻ mặt. Hôm nay riêng nhà ngươi bị trừ nửa tiền công. Cháu có làm gì đâu, xin ông đừng trừ công của cháu. Ông hãy suy nghĩ lại, nó còn nhỏ, mẹ nó lại đang bệnh. Ai nó giúp nó sẽ chia nửa tiền công với nó luôn. Thôi đi cháu, đôi co với ông ta mình chỉ thiệt thôi. Đúng vậy, cái thứ gì bất nhân quá vậy, con nít mà cũng bắt nạt được. Đúng là vô lý, quá vô lý mà. Ta sẽ cho hắn một bài học. Đau. Sư phụ, người làm gì vậy? Đau con. Con đó, lại làm cái gì vậy? Hết chuyện làm rồi, đi phá phách chọc ghẹo người khác. Con đang trừng phạt hắn. Hắn ỷ có thóc thần rồi nâng giá vô tội dạ, còn ức hiếp mọi người. Vậy hắn có thóc thần là do đâu? Vì sao hắn biết có hàng hắn mà tích trữ rồi bán với giá cao được? Con dạ, là con nói cho hắn biết là con đã đưa thóc thần cho hắn. Con đã làm, con đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành đến nơi đến chốn chưa? Bây giờ thành ra lại giúp lầm kẻ xấu, nên con đang trừng phạt hắn. Vậy con được gì ngoài một trận cười? Còn cô bé kia thì lại bị phạt oan uổng. Từ giờ ta sẽ thu lại phép thuật của con. Sư phụ, hắn. Một trận lụt sắp tới, con phải làm sao cứu được mọi người ở làng này trong thân phận người thường. Xong việc, ta sẽ trả lại phép thuật cho con. Sư phụ, con biết lỗi rồi, đừng bỏ con mà sư phụ ơi. Con đừng có buồn nữa. Mẹ đã nghe bác hàng xóm kể hết việc ở nhà gã tị rồi. Nhưng đáng ra con phải được nhiều gạo hơn cho mẹ. Mẹ con mình có thể ăn cơm, tự nhiên bị bắt vì tội mình không làm. Gã ta đã muốn bắt bí con thì dù con có làm gì cũng không thoát được đâu. Miễn là con biết con trong sạch là được. Mẹ thì thấy rất vui vì con nay đã lớn rồi, biết đi làm giúp mẹ. Ăn cháo này vào mẹ thấy khỏe hẳn ra. Tôi bị phạt mất hết phép rồi nè. Ai bảo cô chọc gã nhà giàu làm chi? Còn cô, đến đó làm gì? Tôi đã cho cô ống thóc rồi đó thôi. Ống thóc? Chả lẽ cô là bà lão trên rừng? Chứ còn ai nữa? Cô không nói là cho thì ai mà dám ăn chứ? Có phải là đồ của tôi đâu? Cô không ăn? Đương nhiên là không ăn rồi. Tôi nghĩ là đồ của bà cụ đánh rơi. Tôi còn định tìm bà ấy để trả. Ai mà biết, do tiểu quỷ như cô quá phép cho. Đúng vậy. Là tôi hại cô. Tôi để giúp đỡ sai người. Tôi sẽ không thể trở thành tiên trưởng thành được nữa. Thôi thôi đừng khóc nữa, nín đi.
lấy hết phép. Giờ bạn tính sao? Sư phụ nói trong trận lụt sắp tới, nếu tôi có thể cứu hết mọi người mà không dùng phép thuật thì sẽ trả lại phép cho tôi. Tôi chỉ mới làm tiên có 500 năm mà chưa được thi làm tiên trưởng thành, đã mất hết phép. Nếu không trở lại được, tôi biết sống sao đây? Dù chúng ta đã hiểu lầm nhau, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã có ý giúp tôi. Liệu người ta có tin con nít như mình không? Ừ, tôi sẽ thuyết phục mẹ và bác hàng xóm. Nếu họ tin thì mọi người cũng sẽ tin thôi. Giờ ta phải thử mọi cách chứ biết sao. Bạn không cần đi làm nữa, cứ lấy ống thóc của tôi mà dùng, hết nó lại đầy, bạn không cần lo đâu. Hôm sau, Sen đem chuyện của Thiên Gạo nói với mẹ. Hai cô bé cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ và bác hàng xóm tin là sắp có lũ lụt lớn. Làng mình đã đi hết chưa? Còn có ai nữa không? Còn tên Tị, hắn một mực đem theo tất cả của cải nên đến giờ vẫn chưa đi. Xin bạn hãy chăm sóc cho con mèo của tôi. Nếu gặp nhau thì tôi sẽ nhận lại. Chúng ta mau đi thôi, bạn ấy sẽ theo kịp thôi. Ông còn không mau chạy đi, rốt cuộc đến bây giờ thì mạng cũng không giữ được đó. Ngươi thì biết gì, trời còn nắng chang chang thế này, khi nào mới lụt được? Ta không thể bỏ lại của cải được. Ta không muốn nghèo như trước nữa. Ông thật là tham lam, sao ta lại giúp ông kia chứ? Mẹ ơi, không biết Tiên Gạo có sao không? Trời bắt đầu mưa rồi mà bạn ấy vẫn chưa đến đây nữa. Bạn ấy phải cứu ông Tị nữa, chắc là đang lên núi rồi. Làm thế nào đây? Đường lên núi còn xa quá. Ta đã nói với ông là bỏ bớt những thứ không cần thiết rồi mà. Nhưng món nào ta cũng cần cả. Nước lụt đến bây giờ thì ông cũng mất cả thôi. Chạy mau, chạy mau đi. Chúng ta mau leo lên đó. May mà có ống tre thần kỳ của Tiên Dạo mà chúng ta không lo sợ đói. Cực tội, không biết con bé đâu rồi, có cứu được giả tỷ đó không? May quá, nước lũ rút rồi. Cảm ơn bạn đã chăm sóc con mèo của tôi nhé. Mọi người vẫn ổn chứ? Nhà có ống tre thần của bạn mà mọi người có đủ lương thực qua cơn lũ. Cảm ơn cháu đã giúp mọi người. Dạ, cháu thấy thật vui khi giúp được mọi người. Dù là từ nay cháu không còn phép nữa. Trời ơi, của cái của ta, thóc thần của ta mất hết rồi, nước cuốn đi hết rồi. Đáng đời lắm luôn á. Tham lam phải vậy mới được. Đáng đời dữ lắm. Ông ơi, ông đừng tiếc nữa, hãy lấy ít thóc của cháu mà trồng trọt. Hay là từ nay Tiên Gạo hãy ở cùng với Sen, ông Tị hãy ở lại làng, mọi hiểu lầm bỏ qua, mọi người cùng sống với nhau vui vẻ. Tôi thật sự xấu hổ vì trước đây đã đối đãi không tốt với mọi người. Ông biết hối lỗi là tốt rồi. Từ nay chúng ta là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là được mà. Sư
phụ, sư phụ. Tiên gạo học trò của ta, con đã hoàn thành thử thách của ta. Thật sao sư phụ? Đa tạ sư phụ. Lần này con đã hiểu ra được nhiều điều. Con sẽ không làm điều dại dột để người buồn nữa đâu. Ta mừng là con đã hiểu. Kỳ này con có thể thi tiên trưởng thành được rồi đó. Thật hả sư phụ? Cảm ơn bạn. Nhờ bạn và mọi người đã giúp tôi trở lại thành tiên. Tôi cũng mừng cho bạn. Đây, xin trả lại bạn vật phép này. Vì giờ đây chúng tôi đã có đủ thóc gạo và lương thực để gây dựng lại. Nhưng vậy mà chúng ta còn có thể gặp nhau không? Đừng lo, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Tôi sẽ đến thăm mọi người lúc rảnh rỗi. Từ đó, Sen và mẹ sống hạnh phúc, no đủ cùng nhau trong sự đầm ấm, đùm bọc của làng xóm. Thóc của tiên gạo cho họ được phân phát khắp nơi. Tuy đã hết phép thần, nhưng thóc ấy vẫn được mọi người yêu thích gieo trồng. Con gã nhà giàu keo kiệt, vì quá xấu hổ với mọi người nên đã bỏ đi làm ăn thật xa. Về phần tiên gạo, nàng đã vượt qua được thử thách và đương nhiên là thi đậu làm tiên trưởng thành. Nàng tiên gạo tiếp tục dõi theo và giúp những người lao động chăm chỉ có đủ gạo thóc, sống no ấm, hạnh phúc. Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi tên là Khoai. Vì nhà nghèo nên Khoai đi làm thuê cho nhà phú ông. Vốn khỏe mạnh lại siêng năng, một mình Khoai làm việc bằng sức 5-6 người cộng lại. Vợ chồng phú ông hứa gả của út cho Khoai nếu Khoai làm không công cho họ 3 năm và tìm được cây tre trăm đốt. Khoai thật thà nên tin lời họ. Thưa cha mẹ vợ, con đã tìm được cây tre trăm đốt về đây. Cái gì? Trên đời này có cây tre trăm đốt luôn hả? Trời. Gì? Cái thằng hờ này, tao kêu mày đi tìm cây tre trăm đốt chứ có kêu mày đi tìm trăm đốt tre đâu. Nói xàm xí, không tìm được cây tre trăm đốt nên con gái tao phải gả cho người giàu sang. Quá ra ông bà biết trên đời này không có cây tre trăm đốt nên mới lừa con. Ừ, thì ai biểu mày khờ. Thôi, đi ra chuồng trâu cho trâu ăn đi, để ta còn tiếp tục tiếp họ nhà trai giàu sang phú quý nữa. Khờ vậy mà đòi làm chồng của cô Út xinh đẹp này sao? Tôi không phải thằng khờ. Mọi người nhìn đây, đây chính là cây tre trăm đốt. Mày mà tạo ra được cây tre trăm đốt á, thì tao biến thành gà trống ghé cho mày nghe. Khắc nhập 100 đốt tre nhập thành cây tre trăm đốt. Khắc nhập. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Hãy thả họ ra. Nếu vậy, họ phải làm đúng như lời đã hứa với con 3 năm trước. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hãy kể ta nghe. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Khoai, lại ra tao biểu. Dạ, thưa ông gọi con. Mày xây lúa xong chưa? Dạ, con xây hết lúa trong kho rồi. Gánh nước chưa?
Dạ thưa ông, còn cánh nước đầy 5 cái chum rồi ạ. Chị mau vào rừng đốn củi đi, không đầy xe thì không được ăn cơm nghe. Úp lá khoai 12 chong chong, đưa bần áo trắng, đưa bần áo đen, đưa sách lồng đèn, đưa cầm ông thục, chạy vô chạy ra. Mày có sao không? Thôi thôi, thì ra là mày diễn. Mày chưa chết, sao mày ở trong rừng một mình? Sao mày lại đi một mình trong rừng? Mày không có cha mẹ giống tao à? Vậy thì mày về ở với tao cho vui. Ủa, mày đem con chó ở đâu về sủa anh nổi vậy Khoai? Dạ, con nhặt được nó trong rừng, xin bà cho con nuôi nó ạ. Mày chưa lo nổi thân mà đòi nuôi nó? Nhà này có dư cơm đâu. Dạ, nó sẽ ăn phần của con, không tốn thêm cơm đâu ạ. Hè, tự mày nói nha. Tao mà thấy mày lấy cơm nhà tao cho nó đó, tao trừ tiền công ráng chịu à. Dạ, con đội ơn ông bà. Mà con sắp hết hạn làm cho ông bà rồi, ông bà nhớ tính tiền công cho con nha. Tao biết rồi. Trời, bà làm tôi đau tim mà chết quá. Ông lo tính tiền công mà trả cho thằng Khoai, nó nhắc tôi hoài à. Tiền công của nó là 5 thỏi vàng. Hả? Đến tận 5 thỏi vàng? Nó làm cho nhà mình bao nhiêu năm, mình đã trả đồng nào đâu. Ê trời đất ơi, thằng đó nó khù khờ như củ khoai. Giờ mình phải nghĩ cách để không mất 5 thỏi vàng này. Ông có biết thằng Khoai nó thích gì không? Mình tìm cách dụ nó ở lại nhà mình làm không công. Vậy bà lo mà nghĩ cách đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tên 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 tên. Đây là nhà của tao với mày. Có nhà thì cũng phải có tên. Đặt mày tên là đó. Vì mày là con chó màu đen. Thôi khuya rồi, ngủ thôi, sáng mai còn làm gì. Anh Khoai, nghỉ tay uống nước đi. Cảm ơn cô Út. Trời nắng quá, anh mau vào nghỉ, chiều mát rồi làm tiếp. Tôi làm cho xong, chiều còn gánh nước nữa. Anh Khoai giỏi quá, cha mẹ tôi khen anh dữ lắm đó. Nãy giờ nó cũng phụ giúp tôi nhiều lắm đó cô Út. Bé xíu mà giỏi ghê á. Nó tên gì vậy anh Khoai? Nó tên đó. Tên ngộ quá à. Nó là con chó, đen như con ó, nên tôi đặt nó là đó. Con Út, mau về nấu cơm, đang áo. Ha
cảm ơn mày nha đó. Hôm nay trời nắng quá, tao phải tranh thủ cuốc cho xong thửa ruộng này. Mày đi đâu đó đó? Sợ quá, có ai cứu tôi với. Cảm ơn anh, đó đã cứu tôi. Trời nắng, cô Út ra đồng làm chi? Tôi mang cơm ra cho anh. Cảm ơn cô Út, cô Út thật tốt bụng. Mày cũng có phần nữa ngang đó. Sao bà mới đi đã về rồi? Tôi thấy con Út với thằng Khoai ngoài ruộng á. Thì tôi biểu con Út đem cơm ra cho thằng Khoai. Nè, từ nay á, ông không được để con Út đem cơm cho thằng Khoai nữa. Con gái tôi á, không thể gả cho cái thứ ở đợi với thằng Khoai. Được, tôi đã có cách để cho thằng Khoai làm việc cho nhà mình mà không phải mất vàng rồi. Hả? Cách gì? Khoai, lại đây. Dạ. Con gánh nước vất vả quá à. Uống ly trà cho mát đi con. Nè, có gì mà ngại, người nhà với nhau mà. Dạ, con cảm ơn ông bà. Thấy con vất vả mà bà thương quá à. Dạ, con hậu đậu, ông bà tha lỗi cho con. Ôi trời, bà mới nói có một câu mà đã xúc động vậy rồi hả? Nè, ông hỏi thiệt, con có muốn làm con rể nhà của ông bà không? Nhà ông bà không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có con rể siêng năng, chăm chỉ như con mà thôi. Có đúng là ông bà muốn gả cô Út cho con không ạ? Nhưng mà ông xem tuổi hai đứa thì 3 năm nữa mới cưới được. Con có chờ đến ngày đó được không? Dạ, 3 năm có là gì đâu, con chờ được. Vậy thì con ở lại làm cho ông bà 3 năm nữa. Tiền công coi như là tiền sính lễ. Con ráng làm đi. Nhà ông bà có mỗi cô Út à. Gia sản này để lại cho 2 đứa thôi mà. Dạ, con đội ơn ông bà, con làm việc tiếp đây. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cây cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đây ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Nhanh lên trâu ơi, trời sắp tối rồi đó. Cách này của mình hiệu quả thiệt. Tôi đã cho đám đầy tớ nghỉ hết rồi. Mọi việc trong nhà cứ để cho nó làm hết. Cái thằng khù khờ nghèo như nó mà dám mơ con gái nhà ta hả? Con gái mình canh vàng lá ngọc, thằng Khoai đụng đến cổng tóc
còn không được mà. Sao nó dám đụng vào tóc của con Út? Ông ra nói linh tinh á, nó nghĩ làm bây giờ. Để tụi nó con Út á tránh xa thằng Khoai một chút, rồi sau 3 năm á mình kiếm cớ đuổi nó đi. Anh Khoai ơi, anh Khoai. Tôi đây, cô Út à. Tôi thấy anh chưa ăn cơm nên đem cơm đến đây cho anh ăn. Tôi hầm nóng rồi đó, anh ăn đi cho nóng. Tôi có chừa cho anh một cái đùi gà, anh ăn đi. Cô lấy đùi gà cho tôi ăn, ông bà biết được la chết. Đây là phần của tôi nhường cho anh đó. Vậy cô ăn cái gì? Không được đâu. Anh ăn đi, ăn mới có sức để làm việc. Đùi này nhiều mỡ lắm, tôi ăn hết sẽ mập. Tôi là ít vận động hơn anh. Sao cô Út tốt với tôi quá vậy? Sau này cô cứ ăn đi, đừng chừa thức ăn của cô cho tôi nữa. À, cô Út biết tôi thích ăn cái gì nhất không? Anh Khoai thích ăn gì nè? Tôi tên Khoai nên chỉ thích ăn khoai thôi. Anh Khoai cũng hề hước quá ha. Anh làm việc ở nhà tôi lâu như vậy, chẳng phải là vì tôi sao? Cũng may nhờ ông bà thương thách cưới 3 năm, chứ 10 năm chắc tôi cũng ráng. Cô Út có chê tôi nghèo không? Tôi thương người thật thà, tốt bụng. Ý. Chào cô Út. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Tôi tên là Sinh, con trai lớn của quan huyện. Cô phải chào hỏi tôi cho đàng hoàng đó nghe. Cha anh là quan huyện, chứ anh có phải là quan huyện đâu mà bắt tôi chào hỏi. Cô đừng ý mình xinh đẹp nhất cái làng này mà lên mặt với tôi nghe. Cô đừng có kiêu căng. Cô chê ta thì lấy được ai hơn ta? Nói ta nghe coi. Anh thả ra để tôi đi. Trông cô như vậy thật xinh đẹp dịu dàng. Không cần cậu khen. Ôi, một tiếng cậu của cô Út mới ngọt ngào làm sao. Con gái của ông đây mà, càng lớn sao càng xinh đẹp, duyên dáng. Mình phải về xin cha hỏi cưới cho mình mới được. Trời ơi, ông nghĩ ra cách gì chưa? Thôi thì kiếm mối gả đại con Út đi cho rồi. Gả đại là gả thế nào? Con gái tôi á là phải gả cho con trai quan lớn mới xứng. Có phải ông bà đang nhắc tới ta không? Cậu Xin, con trai quan huyện. Đúng là ta đây. Cô Út nhà ông bà có nhà không vậy? Cậu Xin tìm con gái tôi có chuyện gì? Ta muốn hỏi cưới cô Út nhà ông bà đó. Hả? Chuyện đại sự, cha mẹ cậu phải qua thưa chuyện với nhà tôi chứ. Cha ta bận trăm công ngàn việc, ta cứ tự mình đến dạm hỏi trước có làm sao đâu. Ta muốn lấy ai, cha mẹ ta không có phản đối đâu à nghe. Dạ, đội ơn cậu đã nhìn trúng con gái tôi. Cậu cứ về thưa với quan lớn, chọn ngày lành tháng tốt. Dạ, nhà tôi xin nghe à. Ông bà biết vậy là tốt. Ta về à. Trời ơi, nhà mình sắp giàu to rồi. Nhưng còn lời hứa với thằng Khoai thì sao? Tôi đã có cách khiến cho thằng Khoai phải từ bỏ việc cưới con Út rồi. Chào cô Út. Trời nắng mà cô Út đi chi cho nắng, vô chơi đá giá với tôi cho vui. Tôi không rảnh, cậu làm ơn tránh đường cho tôi qua. Trời ơi, đá giá vui lắm cô Út ơi. Qua đây. Có ai không?
cứu tôi với. Nè trời. Ngoài này đồng vắng, không có ai đâu cũng kêu chi cho mệt. Buông tôi ra. Đâu thằng nào to gan vậy? Là tôi đây. Cậu không được phép ức hiếp cô Út. Cô ấy sẽ là vợ của tao. Vợ chồng của ông đã hứa gả cho tao rồi mà. Nói vậy tôi sẽ không bao giờ làm vợ cậu. Cậu đi đi. Cậu nghe chưa? Mau đi đi. Vậy tụi bay đâu? Mau nhào vô đó thằng này cho tao. Đó mày biết nha, 3-1 không chột cũng què. Quýnh nó. Đó, mày bảo vệ cô Út. Cho mày một cơ hội mà quỳ xuống xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho. Tụi bay đừng nghĩ đâu bắt nạt cậu nha. Tụi định không bỏ qua cho đâu. Còn về cậu bóp ra để coi mày cỏ đất này được nữa không. Anh Khoai ơi, tôi vào được không? Chào cô Út. Tối rồi cô Út còn tìm tôi làm gì? Sáng làm vất vả, tối anh Khoai nghỉ ngơi, đừng có làm việc nữa. Tôi sắp xong rồi. Hôm nay đó bảo vệ cô, cô thưởng cho đó nè. Tôi đem thuốc đến cho anh. Anh bị đánh còn đau không? Hôm nay may mà có anh. Nếu không... Sau này cô Út đừng đưa cơm ra đồng cho tôi nữa. Mất công lại bị trêu ghẹo. Tôi sẽ dậy sớm hơn, tự mang cơm theo từ sáng. Anh giận tôi hả? Chuyện cậu sinh, nói cha mẹ tôi hứa gả cho cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy. Tôi tin ông bà đã hứa gả cô Út cho tôi. Cũng sắp hết 3 năm làm công rồi. Hay để tôi xin phép ông bà cho tôi được cưới cô Út về làm vợ. Khoai ơi, vô ông biểu. Dạ, ông bà cho gọi con. Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy? Khoai ơi là Khoai, Út ơi là Út, sao mà khổ quá vậy nè? Dạ bẩm ông có khổ tâm chi, xin hãy kể cho con nghe. Ông bà mới đi xem thầy để định ngày cưới cho hai đứa, nhưng mà... con Út lành ít dữ nhiều. Sao lại lành ít dữ nhiều ạ? Thầy bói nói con Út vắng số, không làm vợ con được lâu dài con ơi. Không có cách nào giúp cô Út hả ông bà? Có. Thầy bối có nói một cách. Thầy nói là trong lễ cưới phải có một cây tre trăm đốt dựng giữa sân để cầu trăm năm hạnh phúc. Như vậy con Út cũng sẽ sống lâu được 100 tuổi. Cây tre 100 đốt, nó có thật không? Nếu có thì con sẽ đi vào rừng tìm. Vậy con ráng tìm cho nhanh nha. Ngày giờ đẹp ông bà đã định rồi. Lỡ ngày đẹp là phải dời lại 3 năm nữa đó. Dạ, sáng mai con sẽ vào rừng ngay. Mình nhất định phải tìm cho ra cây tre trăm đốt mới được. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ông ơi, ông sao vậy? Ta đổi quá, tính vào rừng đào của mình. Nhưng sức già không đi được xa, nên ta đành nằm đây. Con có cơm nắm đây, ông ăn đi. Vẫn còn đói lắm. Ông cầm lấy rồi mau ra khỏi rừng sớm kẻo trời tối.
cậu cho ta hết thì lấy gì mà cậu ăn? Ông đừng lo cho con thanh niên trai tráng, nhìn một bữa có gì là khó đâu. Chàng trai trẻ, cậu thật là tốt bụng. Ông mau về kẻo trời tối, cháu phải vào rừng đấy à? Cậu vào rừng để làm gì? Cháu đi tìm cây tre trăm đốt để làm sính lễ cưới vợ. Cậu bị lừa rồi, trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt chứ? Phú ông bảo có nên cháu mới đi tìm. Cháu nhất định sẽ tìm ra cây tre trăm đốt. Thôi cháu đi đây ạ. Tre ở đây cao, chắc sẽ tìm được cây tre trăm đốt thôi. Ba mươi hai, 33, không đủ, xem ra phải tìm bụi tre nào cao hơn nữa. Xin lỗi nha, vì tao chặt tre mà gia đình mày mất tổ, giờ tao không chặt nữa. Phải đếm trước, cây nào đủ 100 đốt mới chặt. 36, 37, vẫn không đủ. Đếm mãi mà vẫn chưa có cây nào quá 40 đốt. Chắc mày cũng đói rồi đúng không? Ở đây chẳng có gì để ăn hết. Đâu cần đi tìm thức ăn nữa, nướng con chim này cũng được lót dạ đỡ đói. Ông lão, sao ông còn ở đây? Ta ăn hết cơm rồi vẫn thấy đói, nên lại vào đây tìm thức ăn. Nếu ông còn đói, để cháu đi tìm trái rừng cho ông ăn. Chim mẹ đang ấp trứng, tại cháu đốn cây tre mà gia đình chim mất tổ. Chúng ta không thể giết chết chim mẹ được. May quá, trứng chim không bị bể, chim mẹ cũng không bị thương. Xin lỗi chim nha, ta sẽ gắn lại tổ cho mày. Cảm ơn chim nhiều lắm. Ông ơi, ông đói thì ăn thêm mận đi ạ. Trời sắp tối rồi, cháu mau về đi. Ở đây không có cây tre nào trăm đốt đâu. Cháu đã hứa sẽ hỏi cưới cô Út, cháu nhất định phải tìm được cây tre trăm đốt. Vì sao con khóc? Bụt ơi, con tìm cây tre trăm đốt để cứu người con thương, nhưng mà tìm mãi không có. Nếu con không mang được cây tre trăm đốt về thì cô ấy sẽ lấy người khác. Con là một chàng trai tốt bụng, ta sẽ giúp con. Hãy chặt 100 đốt tre lại đây. Bây giờ con hãy nói 2 lần khắc nhập đi. Khắc nhập, khắc nhập. Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Con mau về đi, kẻo trời tối. Cây tre trăm đốt này dài quá, làm sao con vác ra khỏi rừng đây ông Bụt ơi? Bây giờ con thử nói đủ 3 lần, khắc xuất đi. Chúc con luôn gặp điều tốt lành. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Con cảm ơn ông Bụt ạ. Ông lão, thì ra ông chính là Bụt. Con là một chàng trai thật thà, nhưng con cũng phải dũng cảm để đối phó với những kẻ tham lam xấu xa. Dạ, con cảm ơn Bụt, con cảm ơn ông. Thôi, con mau về nhà đi, kẻo không kịp. Ah!
Mày cố lên nha, sắp đến nhà rồi. Chúng ta phải về nhà trước khi trời sáng mới kịp. Ai vậy? Anh Khoai, là tôi đây. Cô Út, sao cô Út lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ định gả tôi cho cậu Sinh, tôi buồn quá nên bỏ trốn, chẳng biết đi đâu nên ở đây chờ anh. Ông bà chủ đã hứa gả cô Út cho tôi rồi mà, sao còn hứa gả cô cho cậu Sinh? Anh về rồi, chúng ta mau đi trốn đi, kẻo cha mẹ tôi cho người bắt. Cô Út đừng lo, tôi đã tìm được cây tre trăm đốt rồi, cha mẹ cô sẽ phải thực hiện lời hứa thôi. Anh Khoai khờ khạo lắm, ba mẹ tôi chỉ muốn lừa anh thôi. Chuyện cây tre trăm đốt cũng vậy, vì trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt. Tôi đã có cách, cô Út yên tâm. Vàng ơi là vàng, vàng trả vào túi ông. Ông hứa, ông gửi chứ ông không ăn. Gả con Út cho cậu Sinh đố có sai. Con vàng con bạc của mình gả cho thằng Khoai nghèo khổ, có mà ngày nào cũng khoái ăn sang, sáng ăn khoai thôi. Chết rồi ông ơi, chết đến nơi rồi. Bậy bạ, ngày cưới của con gái mình sao bà nói gỡ? Trời đất ơi, con Út nó mất tiêu rồi. Trời ơi, đàn trai sắp đến rồi mà không có con Út thì làm sao mà rước dâu? Ông mau cho người đi tìm con Út về đây ngay, không á là ốm đồn với quan huyện á. Dạ, chúng con chào quan huyện. Dạ, chào anh Xui. Nhanh đưa cô dâu ra để chúng ta đón về kịp giờ đẹp. Mau đưa giờ đẹp của ta ra đây, nhanh lên. Dạ, con gái tôi nó không có ở nhà. Ở đây làm gì có vợ cậu mà đợi cưới? Mày giấu cô Út ở đâu rồi? Mau đưa ra đây. Hôm ở ngoài đồng mày hỗn hào với tao còn chưa xử tội mày đó. Cha, cái thằng Khoai nè, rồi cướp vợ của con á, cha bỏ tù nó cho con đi. Cái thằng đổ mốc mà đòi gom son á, ai cả gan đòi cướp cô dâu trước ngày cưới? Vợ chồng phú hộ, chuyện là thế nào? Bẩm quan, không phải vậy. Phú ông hứa gả cô Út cho con, nhưng nay lại không giữ lời, tham giàu sang tiếp tục hứa gả cô Út cho cậu Sinh. Cô Út biết sự tình nên mới bỏ trốn, con không cướp dâu. Có chuyện như vậy sao? Dạ, xin khoan đừng nghe lời nó. Khoai, mày nói mang cây tre trăm đốt về làm xính lễ cưới cô dâu, vậy cây tre trăm đốt đâu? Hả? Cứu con! Dạ mong ngoại thứ tội vì chúng con tham. Bẩm quan, chuyện là như vậy đó ạ. Ta hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Khoai, mau giải cây tre trăm đốt để con ta được trở thành người. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhanh đi Khoai, mau chặn con chó đó lại. Đó, không được ổn, đó là cậu Sinh. Út ơi, mau về đây cứu cha mẹ Út ơi. Anh Khoai, hãy tìm cách cứu cha mẹ em đi.
Muốn tôi thả cũng được. Ông bà hãy giữ đúng lời hứa, gả cô Út cho tôi. Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Ta đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ cậu Khoai không tin ta sao? Nhờ quan huyện viết giấy cam đoan ạ. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần rồi, giờ tôi muốn mọi việc được chắc chắn. Còn với cái đòi cưới vợ, cha cũng chiều con. Không ngờ con lại làm cha khó xử như vậy đây. Sao lại đi cướp vợ người khác? Đây, tôi đã viết giấy cam đoan. Mọi người cũng đã biết lỗi rồi. Cậu Khoai cũng nên tha cho họ đi. Ta sẽ làm chủ, không ai dám dối gạt cậu nữa đâu. Vâng, thưa quan huyện. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Thoát rồi, thoát rồi. Từ nay con không dám ăn nói bậy bạ nữa đâu. Mong cha tha thứ. Con biết lỗi rồi thì từ nay sống cho tử tế. Việc gì cũng phải dựa trên đồng thuận. Cô Út đây không thích con, sao con có thể ép? Sính lễ này ta tặng lại cho cậu Khoai làm quà cưới. Chúc cậu Khoai và cô Út trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn quan huyện. Con cảm ơn quan huyện. Cô Út có bằng lòng làm vợ tôi không? Em bằng lòng. Cảm ơn Bụt đã giúp đỡ con. Sau sự việc, vợ chồng Phú Hộ tôn trọng tình cảm của con gái và Khoai. Khoai cần cù siêng năng nên làm ra của cải. Khoai và cô Út sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.